chương 5081, không gian thần mạch. Sư, tần trần thân hình thoát một cái, không kịp chờ đợi liền trực tiếp hướng hư không thần văn quả thụ lao đi, linh lung thần nữ cùng phương mộ lăng cũng vội vàng theo sau lưng. Những thứ kia súng lại tại hư không thần văn quả thụ bốn phía cao thủ thấy thế, liền ào ào nhường đường một ít, nhưng cũng không có hoàn toàn nhường đường mở, mà là đứng ở một bên. Chỉ thấy tần trần cấp tốc rơi vào hư không thần văn quả bên cây bên trên, căn bản không có hiểu chung quanh bất luận kẻ nào, chỉ là ngưng thần nhìn về phía hư không thần văn quả thụ, trong lòng tức khắc vui vẻ. Chỉ thấy tại đây hư không thần văn quả thụ bốn phía, quanh quẩn từng đạo vô hình không gian chi lực, với lại này không gian chi lực hiển nhiên là từ nơi này hư không thần văn quả thụ trong tràn ngập ra. Những thứ này không gian đạo tắt hết sức rõ ràng, giống như từng đạo dòng nước một dạng, quanh nhiễu ở chung quanh, tán phát ra đạo đạo túc sát khí tức này hư không thần văn quả thụ dĩ nhiên có thể đản sinh ra không gian đạo tắc. Tần Trần trong lòng tức khắc kinh hỉ vô cùng, hôm nay hắn mặc dù tại không gian nhất đạo trên có tăng lên kinh người, nhưng còn cần thu nhận đại lượng không gian đạo tắc. Mà hư không thần văn quả thụ lại có thể đản sinh ra không gian đạo tắc, để cho hắn làm sao không kinh hỉ. Nếu là có thể đem hư không thần văn quả thụ đào đến bản thân hỗn độn thế giới trong, vậy mình có phải hay không sau đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cảm ngộ này không gian đạo tắc. Nghĩ tới đây, tần trần cơ hồ không có do dự, trực tiếp sẽ hướng này hư không thần văn quả thụ vồ bắt đi. Đại nhân cẩn thận. Thấy tần trần cử động sau, linh lung thần nữ tức khắc dọa cho giật mình, vội vàng nói, hư không thần văn quả bên cây ở trên không gian đạo tắc hết sức khủng bố, coi như là siêu thoát cường giả đơn giản cũng không cách nào tới gần. Ngươi nếu như dám can đảm phá hoại này hư không thần văn quả thụ, sẽ bị bốn phía không gian đạo văn công kích thấy tần trần dĩ nhiên cũng như vậy chụp vào hư không thần văn quả thụ linh lung thần nữ cùng phương mộ lăng trong lòng cuối cùng sợ đây là hư không thần văn quả thụ thủ đoạn tự vệ thiên tài dị bảo đều có sinh tồn thủ đoạn này hư không thần văn quả thụ thủ đoạn chính là tại thai ngén trái cây quá trình trong sẽ sinh ra khủng bố không gian đạo văn ngăn trở toàn bộ tới gần cường giả chỉ có tại trái cây thành thục khoảng khắc không gian đạo văn mới có thể tiêu thất nhưng mà cùng trái cây bị ngắt lấy sau không gian đạo văn lại sẽ xuất hiện lúc này bất luận kẻ nào đều không thể tới gần nơi này hư không thần văn quả thụ bằng không đồng dạng sẽ trọng thương sở dĩ hai người mới có thể khẩn trương như vậy không chỉ bọn hắn trước súng lại ở chỗ này các cao thủ khác cũng đều âm thầm cười nhạt không thôi hư không thần văn quả thụ trân quý bọn họ chẳng lẽ không biết sao sở dĩ không ai đối với hư không thần văn quả thụ động thủ cũng là bởi vì không dám động thủ mà thôi hôm nay thấy tần trần dĩ nhiên trực tiếp liền giơ tay lên đi bắt từng cái đều cười nhạt không thôi ầm uhm. nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người biến sắc bởi vì khi tầng trần đại thủ lộ ra đi tiến vào kia không gian đạo văn thời điểm những thứ này không gian đạo văn chẳng những không có đối với tầng trần phát động công kích đem tầng trần cả người xé nát ngược lại là những thứ này không gian đạo văn như là dòng nước một dạng nhộn nhạo mở căn bản không cho tầng trần mang đến tổn thương chút nào đây là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là sửng sốt những thứ này không gian đạo văn đáng sợ bọn họ không ai không biết lấy ở đây những người này tu vi bất cứ người nào dám can đảm tới gần sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt cắn chết thế nhưng người trước mắt này chẳng lẽ nói trên người người này có cái gì có thể ngăn che không gian đạo văn công kích đỉnh cấp bảo vật đúng nhất định là như vậy trong nháy mắt mọi người trong đầu đều toát ra một cái ý niệm như vậy ánh mắt đều chảy ra nóng như lửa hào quang đến bản thân trước tại không gian hạp cốc trong trưởng khống không gian đạo tắc quả nhiên cùng này hư không thần văn quả trên cây không gian đạo tắc cùng thuộc về một mạch cảm nhận đến bốn phía lưu động không gian đạo tắc, tần trần nhưng trong lòng thì đại hỷ, bất chấp mọi người kinh ngạc, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái cái xẻng một dạng bảo vật, sau đó đối về này hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương chính là xúc lên đến. Trong lúc này cơ hồ không có nửa phần ngừng lại, bá bá bá, mọi người liền thấy hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương bùng đất bị liên tục đánh bay xuống, rất nhanh quả thụ chung quanh liền bị đào một cái hố to, thấy như vậy một màn mọi người đều sững sờ. Tiểu tử này đang làm gì thế, nhìn dáng điệu chẳng lẽ là muốn đem này hư không thần văn quả thụ đào đi sao trên thực tế bọn họ thật đúng là không có đoán sai tần trần mục đích chính là đem hư không thần văn quả thụ đào đi mặc dù nói trái cây kia trên cây tạm thời không có trái cây nhưng mà tương lai tất nhiên còn sẽ có mới hư không thần văn quả đi ra đến đây cũng thôi vẽn vẹn là này hư không thần văn quả thụ có khả năng sinh ra không gian đạo văn năng lực liền đối với tần trần có trợ giúp to lớn sở dĩ tần trần trước tiên nghĩ đến chính là đem hư không thần văn quả thụ cho mang đi gia hỏa này mọi người không nhịn được từng cái không nói gì nghĩ không ra lại có người như thế liền hư không thần văn quả thụ đều không bỏ qua hừ quả thực là mổ gà lấy trứng quả này thụ tuy là có thể đi ra hư không thần văn quả nhưng lại không nói đi ra hư không thần văn quả cần tiêu hao bao nhiêu thời gian chỉ hoàn cảnh liền không cách nào thỏa mãn không sai, sở dĩ này quy khư bí cảnh trong có hư không thần văn quả thụ, cũng là bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, ẩn chứa đặc thù không gian lực, một khi đem hư không thần văn quả thụ kế ghép đến địa phương khác, trái cây này tất nhiên sống sót không được. Người này cuối cùng là ai? Tại sao sẽ cùng ám u phủ phương mộ lăng đại tiểu thư cùng một chỗ? Trước truy tung phương mộ lăng đại tiểu thư thác bạc thế gia cao thủ đây. Còn có một cái khác nữ, tự hồ là linh lung thần tông linh lung thần nữ, nàng làm sao cũng ở đây. Di, thật đúng là nàng. Chung quanh không ít người lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên tầng trần, thầm kinh hãi tầm. Mà ở mọi người nghị luận cùng suy đoán trong nháy mắt, đột nhiên thì một cổ khủng bố không gian khí tức theo hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương tản mắt đi ra, này không gian chi lực kinh khủng, đem mọi người hù dọa giật mình. Mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức liền thấy sơn cốc quả thụ dưới lại bị tầng trần đào sập một góc, theo phía dưới mơ hồ xuất hiện nhất đạo màu trắng tinh rõ ràng một dạng đồ vật, tản mắt ra tinh quang mang, như là từng khỏa tinh thạch. Bình thường. Không gian tinh mạch. Thấy này màu trắng tinh linh mạch một dạng đồ vật, mọi người toàn đều thất kinh, có người lập tức chấn kêu lên sợ hãi. Rõ là không gian tinh mạch, tại đây hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương lại có một cái thần mạch. a à, khó trách nơi đây có thể thai ngén hư không thần văn quả thụ, dĩ nhiên là có một cái không gian thần mạch tồn tại. Tần trần mấy cái đào xuống đi, càng nồng nặc không gian khí tức tản mát đi ra, một cái thật lớn không gian thần mạch rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Thần mạch, đây là vũ trụ hải trong cao cấp nhất bảo vật, tương tự với sơ thủy vũ trụ trong linh mạch đồng dạng, chỉ có đạo tắc nồng nặc nhất đất mới có thể đản sinh ra. Một cái thần mạch, một số thời khắc thậm chí có khả năng dẫn tới một cái đỉnh cấp đại thế lực trong mâu thuẫn, đừng nói là siêu thoát cường giả, coi như là ám u phủ. Thác bạc thế gia lớn như vậy thế lực biết như vậy một cái không gian thần mạch, phỏng chừng cũng sẽ điên cuồng. Trong nháy mắt toàn bộ trên sân vang lên rất nhiều trầm trọng nhanh tiếng hít thở. Chương 5082, Tam vị thần viêm xa. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Tần Trần lúc này cũng là trong nháy mắt hiểu được vì sao mảnh sơn cốc này có khả năng thai ngén hư không thần văn quả thụ. Trên thực tế, trước hắn đi tới nơi này thời điểm, cũng cảm giác được này hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương có chút đặc thù, có một loại mạnh mẽ hấp dẫn hắn cảm giác, Phản phất này hư không thần văn quả dưới tàn cây mới có cái gì hấp dẫn hắn bảo vật một dạng. Lúc này hắn trong nháy mắt hiểu được, này hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương thật là có bảo vật, cả một cái không gian thần mạch, đây là bực nào bảo tàng. Nếu như có thể đem không gian thần mạch đặt vào hắn hỗn độn thế giới trong, tuyệt đối có thể đối với hắn hỗn độn thế giới mang đến lột xác to lớn. Phải biết, giống như vậy một cái không gian thần mạch trong ẩn chứa không gian đạo tắc thậm chí đều ngự trị tại toàn bộ sơ thủy vũ trụ không gian đại đạo phía trên. Thu Tần trần quát khẽ một tiếng, cơ hồ không có chút gì do dự, đại thủ chật lộ ra, liền nghe được một tiếng vang ầm ầm, đất trung núi chuyển, cái này thật lớn không gian thần mạch giống như một cái cự long một dạng, trong nháy mắt bị tần trần vồ bắt lên. Sau đó hướng hỗn độn thế giới trong thu đi tầm. Khi này một cái thật lớn không gian thần mạch tiến vào hỗn độn thế giới trong thời điểm, hỗn độn thế giới lập tức phát ra ken két âm thanh một mực hỗn độn thế giới trong tu luyện cùng ngủ say hồng hoang tổ long cùng với tư tư đám người trong nháy mắt bị thức tỉnh tần trần tiểu tử đây là cái gì liền thấy hồng hoang tổ long hóa thân bản thể phóng lên cao kinh hải nhìn từ trên trời giáng xuống cái này thật lớn không gian thần mạch tại đây thần mạch trước cả người hắn phản phất vô cùng nhỏ bé giống như tùy thời đều có thể bị nghiền nát đồng dạng ken két ken két Tại bọn họ ánh mắt dưới, hỗn độn thế giới trong giới đích liên tục xuất hiện từng đạo vết nứt, tầng trần hỗn độn thế giới phản phất căn bản không kiên trì nổi, tùy thời có thể phá tan đến. Không được, này không gian thần mạch trong ẩn chứa khí tức quá mạnh, hỗn độn thế giới căn bản không chịu nổi. Thấy thế, thế tầng trần khí sắc chợt nhất biến, đây là hắn ngay từ đầu căn bản không suy nghĩ đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hỗn độn thế giới, chính là hắn theo sơ thủy vũ trụ ở bên trong lấy được bảo vật, tại hắn luyện hóa dưới liên tục tạo thành một thế giới, tuy là mạnh, nhưng so với vũ trụ hải trong bảo vật mà nói, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Đại Nhưng, này không gian thần mạch không thể nhận vào đến không gian bảo khí trong, quy cư chi địa chính là viễn cổ một vị đại năng siêu thoát ngã xuống tạo thành cấm địa, vị kia đại năng tại không gian đạo tắc tạo nghệ trên khoáng cổ thước kim. Bình thường không gian bảo khí căn bản là không có cách thừa nhận này không gian thần mạch khí tức, nhất định trực tiếp bị vỡ ra, tạo thành khủng bố không gian bạo tạc, ngươi vội vàng đem này không gian thần mạch thả ra ngoài, bằng không tạo thành bạo tạc, căn bản gánh không được. Lúc này linh lung thần nữ vội vàng kinh hô thành tiếng, khí sắc trắng bệch, nàng thật đã sớm muốn nhắc nhở tần trần, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới tần trần động tác quá nhanh, căn bản không có cho hắn nhắc nhở cơ hội, liền đem này không gian thần mạch thu. Tiểu tử này thật đúng là tự cao, tự nhiên trực tiếp đem này toàn bộ không gian thần mạch thu. Ha ha, không biết trời cao đất rộng đồ đạc, hẳn là sợ ta cùng cướp đoạt đi, ngu ngốc một cái, sợ hãi chúng ta cướp đoạt, cũng tuyệt đối không thể dùng loại phương pháp này. Cường giả khác các đều liên tục cười lạnh, muốn xem tần trần chê cười. Chư vị, đây là ta theo vũ trụ hải ở bên trong lấy được một cái không gian thần mạch, ẩn chứa vũ trụ hải trong đỉnh cấp không gian đạo tắc, mọi người liên thủ, đem trấn áp. Tần trần thôi động thể nội không giảng thần thông, cùng lúc đó, chỉ huy hồng hoang tổ long trấn áp hỗn độn thế giới không muốn cho hỗn độn thế giới sụp đổ ngay sau đó tần trần trong bóng tối thôi động cổ võ tháp để cho cổ võ tháp trực tiếp hàng lâm hỗn độn thế giới bên ngoài tạo thành một cái vô hình bình chướng ầm um, có cổ võ tháp làm thủ hộ hỗn độn thế giới trong nháy mắt ổn định lại đồng thời hỗn độn thế giới dĩ nhiên mơ hồ tại hấp thu này không gian thần mạch trong không gian chi lực một khỏa vô hình hạt châu hiện lên thiên địa từ trong tảng mát ra một cổ đặc thù lực lượng, đem không gian thần mạch cho trấn nhế bờ. Đây là Trấn giới châu lực Tần Trần Kinh Ngạc ở Không đúng, không phải trấn giới châu lực, mà là trấn giới châu trong ẩn chứa phụ thân lực lượng. Chốc lát, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn ra càng nhiều. Hỗn độn thế giới, ban đầu là do càng không tạo hóa ngọc điệp kết hợp trấn giới châu tạo thành, mà trấn giới châu năm đó bị phụ thân nhận được, trong ẩn chứa phụ thân một chút lực lượng, nghĩ không ra hôm nay dĩ nhiên phát huy ra thần hiệu như thế. Tại cảm thụ đến trấn giới châu trong phụ thân lưu lại một chút khí tức sau, này trước còn bạo lệ không thôi không gian thần mạch dĩ nhiên trong nháy mắt an ổn xuống, thật lớn thần mạch, trong nháy mắt rơi vào hỗn độn thế giới trong, chui vào hỗn độn thế giới đất. Ngay sau đó, tại không gian thần mạch phía trên đất đai trên, một gốc cây cổ xưa thần thụ hàng lâm, cắm rễ sinh trưởng, chính là hư không thần văn quả thụ, hô trước mắt bao người, tầng trần nguyên bản trên thân gần nổ tung không gian chi lực, dĩ nhiên trong nháy mắt an định lại, đem mọi người thấy ngẩn người. Làm sao có thể? Người này thu không gian thần mạch cùng hư không thần văn quả thụ, dĩ nhiên không có xảy ra sự cố. Không có khả năng, quy cơ chi địa trong không gian thần mạch, ẩn chứa đỉnh cấp không gian đạo tắc, bình thường không gian bảo khí căn bản là không có cách thừa nhận không gian thần mạch lực lượng, trừ phi là đỉnh cấp siêu thoát bảo khí trên người người này chẳng lẽ có siêu thoát cấp không gian chí bảo trong nháy mắt mọi người thấy tầng trần ánh mắt trong nháy mắt biến phải nóng như lửa vô cùng ít nhất là siêu thoát cấp không gian bảo vật mới có như vậy một chút thừa nhận không gian thần mạch lực lượng khả năng nhưng là chỉ là khả năng mà thôi cho nên mọi người trong lòng trong nháy mắt hiểu được tầng trần trên thân không những có không gian thần mạch còn ít nhất nắm giữ một cái đỉnh cấp không gian chí bảo tiểu tử bản tọa trước hỏi ngươi nói ngươi dám không trả lời tự tìm cái chết hôm nay bản tọa trước hết bắt ngươi nửa thăm dò thiên cương vương bọn họ hạ lạc viễn đạo thần tôn bộ hạ lưu lại tên kia nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ sầm mặt lại lạnh giọng mở miệng sau đó căn bản sẽ không tần trần nói cơ hội giơ tay lên liền thi triển ra ba đạo lưu sa hà một dạng nóng sa pháp bảo hướng tần trần trong nháy mắt Huống qua đi một tiếng vang ầm ầm trong thiên địa cấp tốc xuất hiện đen trắng hồng ba đạo đầy trời hỏa diễm sa hà này ba loại màu sắc hỏa diễm sa hà vừa mới tế xuất thời điểm vẫn là phân biệt rõ ràng, đợi đến này ba đạo sa hà hoàn toàn khuấy cùng một chỗ sau, lập tức liền hình. Thành một cái đen trắng ga da tia lửa diễm vòng xoáy, vòng xoáy này trong đó một điểm trộn hỏa diễm mang theo nhế bờ nhân tâm phách diễm mang, chấp động không ngừng, đem hư không đều tự hồ đốt vạn vẹo. Tam vị thần viêm sa Thấy kinh khủng này tam sắc hỏa diễm các đá, ở đây còn lại cường giả khí sắc cũng là lớn thay đổi, không nhịn được ào ào lui lại mấy bước. Này pháp bảo, chính là nam thập tam tinh vực một cái tiếng tâm lừng lẫy pháp bảo, thậm chí siêu việt nửa bước siêu thoát bảo khí phạm trù, có thể có thể nói là ngụy siêu thoát bảo khí, từng có chết tại đây bảo khí phía dưới cường giả vô số kể. Khó trách viễn đạo thần tôn sẽ phái người này lưu thủ tại chỗ này, có bảo vật này tại, này thi triển tam vị thần viêm sa cao thủ tại siêu thoát phía dưới có thể nói vô địch, chỉ cần không phải siêu thoát cấp cao thủ, hắn đại khái không việc gì. Ở đây người giữ tận cười lạnh, này tam sắc các đá hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ lại tầng trần chương năm nghìn không có thủ đoạn cường đại hơn thấy bản thân tam vị thần viêm sa triệt để bao phủ lại tầng trần này nửa bước siêu thoát đỉnh phong trong lòng cao thủ trong nháy mắt dũng động ra vô tận vẻ mừng rỡ như điên nghĩ không ra đại nhân để cho mình trấn thủ nơi đây dĩ nhiên có có thể được chỗ tốt như vậy đây quả thực là trước đó chưa từng có cơ duyên a ánh mắt của hắn nóng như lửa nhìn tầng trần phải biết đây chính là nhất kiện siêu thoát cấp không gian bảo khí, còn có một cái không gian thần mạch, lại thêm mình nếu là có thể có được phương mộ lăng trên thân hư không thần văn quả, bản thân chẳng phải là có cơ hội trực tiếp bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Nghĩ tới đây, người này nháy mắt trong nháy mắt biến phải dùng dập, ánh mắt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, muốn trách thì trách người cũng ám u phủ đại tiểu thư đứng chung một chỗ, dám can đảm cùng viễn đạo thần tôn đại nhân đối nghịch người, đều phải chết. Ầm uhm hắn đại thủ nâng lên, cái kia vốn là cũng đã bao phủ lại tầng trần tam sắc sa thạch hỏa diễm khí tức tăng vọt, điên cuồng hướng tầng trần phủ xuống, quanh một tiếng, vô tận sa thạch hỏa diễm trong nháy mắt liền đem tầng trần triệt để bao vây bên trong, suy suy suy. Vùng thế giới này liên tục vặn vẹo, tất cả mọi thứ đều ở đây tam sắc sa thạch hỏa diễm phía dưới liên tục yên diệt. Người này xong. Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần bị Tam vị thần viêm sa bao phủ lại, cơ hồ là chắc chắn phải chết, nhưng Tần Trần chết không người để ý, bọn họ lưu ý chỉ có Tần Trần trên thân bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng lóe lên không thôi, nhìn nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí có không ít người còn mơ hồ âm thầm đi về phía trước một bước, trên thân khí tức cũng trong bóng tối chậm rãi ngưng tụ. Không có ai tin tưởng tần trần tại đây tam vị thần viêm xa dưới sự công kích còn có thể còn sống sót, trong lòng bọn họ suy nghĩ là tần trần một khi sau khi ngã xuống, đối phương nhất định sẽ cướp đi trên người hắn không gian thần mạch cùng siêu thoát không gian bảo khí. Đến lúc đó bọn họ những người này phải nên làm như thế nào cướp đoạt những bảo vật này đây? Đối phương là viễn đạo thần tôn bộ hạ, một khi động thủ, đó chính là đắc tội viễn đạo thần tôn, nếu như đồ đặc khác, bọn họ nói để cho cũng liền để cho, nhưng mà này không gian thần mạch cùng siêu thoát không gian bảo khí trân quý bực nào. Này thậm chí có thể để cho một đại gia tộc quật khởi, như vậy bảo vật, đừng nói viễn đạo thần tôn không ở, coi như là viễn đạo thần tôn ở chỗ này, cũng chưa chắc không có ai động tâm, cùng lắm cướp đi bảo vật sau, vừa đi, triệt để ẩn nút. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người trong đều tản mát ra nhẹ nhẹ hung ác nham hiểm lực. Hả? thi triển tam vị thần viêm xa nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ cũng cảm nhận đến bốn phía bầu không khí, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt bên thôi động tam vị thần viêm sa yên diệt tầng trần. Mặt bên cảnh giác bốn phía. Không đúng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người thở nhẹ ra tiếng này thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt rơi vào tất cả mọi người bên tai, để cho ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Tiểu tử kia đã bị tam vị thần viêm sa bao phủ lại, cơ hồ chắc chắn phải chết, tại sao linh lung thần nữ cùng địa phương đại tiểu thư đều không có bất kỳ phản ứng chỉ thấy một người mặc nho bào trung niên nam tử không nhịn được câu mày nói lời vừa nói ra mọi người ngẩn ra không khỏi ào ào quay đầu sau đó đều sửng sốt thật đúng là chỉ thấy xa xa phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ mắt mở trừng trừng nhìn tầng trần bị vô tận hỏa diễm sa hà bao phủ nhưng mà trên mặt nhưng không có giật mình ý thậm chí ngay cả kinh hoảng thần sắc cũng không có một chút này quá không đúng chuyện gì xảy ra ha hả hỏa diễm này ngược lại có chút ý tứ Tại mọi người nghi hoặc trong, đột nhiên, nhất đạo cười khẽ tiến theo tam vị thần viêm sa trong truyền ra ngoài, ngay sau đó, một đạo thân ảnh tại đây sa hà hỏa diễm bao phủ địa phương chậm rãi hiển hiện, một chút đi tới. Rất nhiều sa thạch hỏa diễm bao phủ tại đối phương trên thân, giống như rất nhiều nóng bỏng các sỏi lốc bốt đánh vào thân thể đối phương trên, nhưng lại không có ở đối phương trên thân lưu lại mảy may vết thương, mà đối phương. Thậm chí còn giơ tay lên bắt lại một ít nước động sa thạch hỏa diễm, tại tỉ mỉ xem chừng nhìn phản phất tại nghiên cứu này tam vị thần viêm sa đồng dạng tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người là trợn to hai mắt ngẩn người quả thực không thể tin được mình nhìn đến toàn bộ chuyện này làm sao có thể nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ càng là gào thét lên tiếng trong lòng kinh sợ không thôi tam vị thần viêm sa đây chính là ngụy siêu thoát pháp bảo uy lực mạnh bình thường nửa bước siêu thoát cao thủ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đốt đốt thành tro bụi coi như là nửa bước siêu thoát đỉnh phong trong cao thủ nổi bật, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, có thể tiểu. Một dạng. Không có khả năng, đi chết đi, nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ giữ tận gầm lên, quanh một tiếng, trên người hắn dũng động đi ra cùng cuộn lực lượng bản nguyên, trong khoảnh khắc, đầy trời tam sắc xa hà hỏa diễm lớn lên theo gió, trong nháy mắt dĩ nhiên tăng vọt gần gấp đôi. Lần thứ hai bao phủ lại tầng trần. Phanh 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 phanh, rất nhiều sa thạch hỏa diễm đánh vào tầng trần trên thân lập tức phát ra chói tai âm thanh nhưng mà dù cho những thứ này sa thạch hỏa diễm thế nào ăn mòn tầng trần đều không thể đánh vào tầng trần thân thể một chút phản phất lâm vào một cái đặc biệt không gian trong một dạng đây chính là ngươi công kích quá khiến ta thất vọng sa thạch hỏa diễm trong tầng trần khẽ lắc đầu hắn sở dĩ không có trước tiên xuất thủ Chính là vì hiểu một chút này cái gọi là ngụy siêu thoát bảo khí thi triển ra công kích rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, dù sao đều được gọi là ngụy siêu thoát bảo khí. Nói rõ hẳn là ít nhất có thể cùng siêu thoát công kích tiếp cận chứ. Nhưng là khi tần trần chân chính cảm thụ được sau, nhưng có chút thất vọng. Chuyện này, giống như cũng không gì hơn cái này. Nếu là ngươi không có càng mạnh mẽ tấn công kích nói, bản thiếu có thể liền muốn ra tay. Tần trần nhàn nhạt mở miệng, từng bước một tiếng về phía trước, giống như như châu chấu sa hà hỏa diễm cuồn cuộn tại quanh thân hắn, đem hắn tôn lên giống như một cái hỏa diễm phong bạo thần vương. Ngươi! 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 Bạch bạch bạch, nhìn tại sa hà trong hỏa diễm từng bước đi tới tầng trần, nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ triệt để sợ hãi, hắn liên tiếp lui về phía sau, phản phất giống như gặp quỷ, thân hình lão đảo. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, không thể tin trước mặt thấy toàn bộ, hắn tam vị thần viêm sa làm sao có thể đối với tiểu tử kia căn bản không tạo được thương tổn. Nhìn lại, ngươi là không có thủ đoạn cường đại hơn. Tần Trần khẽ lắc đầu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Trần dĩ nhiên là đấm ra một quyền đi, không gian thần thông, Tần Trần đem bản thân lĩnh ngộ không gian thần thông, trong nháy mắt dung nhập vào một quyền này trong một tiếng vang ầm ầm. Phía trước hư không trong nháy mắt chợt nổ tung lên, giống như như phong bạo tam sắc hỏa diễm sa hà tại tần trần một quyền này dưới, đúng là trong khoảnh khắc nổ tung ra, bẻ gãy nghiền nát một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản Tần Trần ra quyền một chút. ba Phong bạo phá tán Tần Trần nắm đấm ra tay bá đạo, hư không quyền thế lập tức liền biến thành sát thế bao trùng tới, ở vào loại đáng sợ này sát thế trong đó nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ khí sắc tức khắc đại biến. Chương 5084, người nào dị nghị? Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ thần sắc hoảng sợ, trong nháy mắt này, hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, có một loại ngay tại chỗ bị xé nứt cảm giác. Trước khi nhìn đến tầng trần có thể ngăn cản hắn tam vị thần viêm xa thời điểm, hắn cũng đã đã đoán tầng trần không bình thường, nhưng khi tầng trần chân chính lúc động thủ sau, hắn mới biết cái này không bình thường rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đối mặt loại đáng sợ này không gian quyền pháp sát thế, hắn quả thực cũng như một cái trong sóng giữ thuyền gỗ nhỏ, liền sức phản kháng cũng không có. Đáng chết! Trong lòng hắn kinh sợ lên tiếng, căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, đem chính mình tam vị thần viêm xa thôi động càng thêm điên cuồng, tạo thành từng đạo khủng bố tam sắc vòng xoáy cố gắng ngăn cản Tần Trần công kích. Cùng lúc đó thân hình hắn cũng ở cấp tốc lui lại, tránh né Tần Trần một quyền này phạm vi công kích. Thế mà Tần Trần ánh quyền quá nhanh, một cái chớp mắt liền đã tới trước mặt hắn. ầm, uhm. đầy trời nổ vang cuốn lên, Tần Trần không gian quyền thế đánh vào này tam sắc hỏa diễm xa hà tạo thành trong vòng xoáy dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem này tam sắc hỏa diễm xa hà cho anh bạo ra. Này khả năng ngăn cản siêu thoát trở xuống bất kỳ công kích nào tam vị thần viêm xa tại tầng trần một quyền phía trước, lại như cùng bọc xà phòng giống nhau yếu ớt. Phúc một tiếng, tầng trần một quyền này tại nổ nát vô tận tam sắc hỏa diễm xa hà sau, trong nháy mắt đánh vào này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ ngực. Không. Này một tên nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ chỉ kịp phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét tiếng, cũng cảm giác được một cổ vô tận khủng bố không gian đạo tác dũng mãnh vào đến trong thân thể của mình ầm. Uhm. Trong thân thể hắn phát ra đạo đạo tiếng ken két, toàn bộ thân xác dĩ nhiên chậm rãi xé rách đến, như là rơi xuống bốn phía rất nhiều trong hư không, bị liên tục cắt, để cho hắn căn bản là không có cách khôi phục bản thân thân xác. Nội tâm hắn tràn ngập vô tận hoảng sợ. Này nhất đạo không gian đạo tắc đáng sợ, so với hắn trước đây gặp qua toàn bộ không gian đạo tắc đều có thể khủng bố, càng làm cho hắn trong lòng sợ là, này nhất đạo không gian đạo tắc cho hắn cảm giác cùng này quy khư chi địa không gian chi lực cực kỳ tương tự, có cùng nguồn gốc. Ngươi dĩ nhiên cũng đã nắm giữ này quy khư chi địa không gian đạo tắc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi thôn vệ hư không thần văn quả? Không. Coi như là ngươi thôn vệ hư không thần văn quả, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền nắm giữ ở đây không gian đạo tắc. Không có khả năng. Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thần thức liên tục trống giận, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản mình thân xác một chút băng diệt. Ken két. Khi từng đạo đáng sợ vỡ vụn tiếng ở trong đầu hắn vang tới thời điểm, này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ triệt để tuyệt vọng, hắn biết, bản thân xong. Thức Hải bị xé nứt, trong đáng sợ thanh âm người ta không nghe được, chỉ có hắn tự mình biết cái loại này dày vò là đáng sợ giường nào, hắn thức Hải xuất hiện nhất đạo thật dài vết nứt không gian chi lực đang không ngừng thôn vệ hắn thức hải chi lực, đem hắn thức hải cắt ra. Hắn thức hải chia năm xẻ bảy, cũng không còn cách nào khống chế bản thân pháp bảo thần thông. Tam vị thần viêm xa vậy cường đại cuồng cuộn vòng xoáy tức khắc chậm lại, không muốn nói công kích, thậm chí đều mất đi phòng ngự chỗ trống. Phốt. Cuối cùng, Tần Trần ánh quyền triệt để bao phủ lại hắn, đem cả người hắn triệt để yên diệt tại trong hư không. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằng dặc, thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt. Chỉ là một hơi thở thời gian, tần trần một quyền liền oanh sát một cái nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, đem hắn triệt để diệt sát. Nổ vang cùng hỏa diễm biển các tiêu tán không thấy, cùng như người thấy rõ ràng thời điểm, trên mặt đất chỉ có nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ lưu lại một bãi tiên huyết, không những liền thi thể đều không có để lại. Thậm chí ngay cả hắn không gian bảo khí cùng tam vị thần viêm sa đều đã bị tần trần thu đi vài tên trước mơ hồ muốn bao vây nửa bước siêu thoát cao thủ lúc này không khỏi ào ào kinh sợ rút lui khủng bố quá kinh khủng trước ra tay với tầng trần nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ ở trong thung lũng này tuyệt không phải tịch tịch hạng người vô danh đã viễn đạo thần tôn sẽ đem hắn ở tại chỗ này như vậy rất hiển nhiên viễn đạo thần tôn liền chắc định hắn có thể trấn được tràng tử trên thực tế tại tầng trần không tới trước hắn cũng xác định trấn áp tràng tử không ai dám ngổ ngược hắn quyền uy không chỉ là bởi vì kiên kỵ viễn đạo thần tôn, tương tự cũng là kiên kỵ người này thực lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là như vậy một tên cao thủ, lại bị tần trần trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp diệt sát, để cho người ta làm sao không kinh hãi, không sợ hãi, bạch bạch bạch. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn cốc nguyên bản còn đối với tần trần nhìn chầm chầm rất nhiều cao thủ, liên tiếp lui về phía sau, không còn dám đối với tần trần có chút địch ý, như vậy thủ đoạn, như vậy thực lực, bọn họ nếu ai dám bên trên, tất nhiên chắc chắn phải chết. Nhưng nghĩ tới trước tầng trần chỗ thu hồi không gian thần mạch, không ít người trong lòng lại do dự như vậy đỉnh cấp bảo vật, chẳng lẽ sẽ như vậy chấp tay nhường cho người. Thế nào, chư vị chẳng lẽ là nghĩ đối với bản thiếu động thủ. Tần trần nhàn nhạt mắt nhìn bốn phía mọi người, tức khắc mọi người liên tiếp lui về phía sau, khí sắc trắng bệt. Sợ cái gì? Người này coi như là cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là một người mà thôi, chúng ta ở đây nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hay sao, giết hắn, trên người người này bảo vật chúng ta có thể phân đều. Một tên nửa bước siêu thoát ánh mắt lóe lên, liền mở miệng nói, cố gắng giật dây kẻ khác, chỉ là hắn vừa dứt lời, phốc, tần trần bỗng nhiên xuất thủ, trong khoảnh khắc, nhất đạo kinh người kiếm khí hiện lên trong thiên địa, trong nháy mắt liền xuyên thủng người này mi tâm. Đinh trụ linh hồn hắn. Ngươi. Người này thần sắc hoảng sợ, hắn lúc trước cũng đã cảm thụ được tần trần xuất thủ, thậm chí thấy kiếm khí đánh tới, nhưng mà hắn nhưng căn bản tránh không thoát tầng trần một kiếm này, một kiếm này phản phất có thể xuyên thấu hư không một dạng, để cho người ta không có lực phản kháng chút nào. Ta là Bắc Thiên Tinh Vực, người này vội vàng mở miệng, sau đó lời nói còn chưa kịp nói xong, tần trần nhưng khoát tay, phốc một tiếng, người này linh hồn trong nháy mắt bị tần trần kiếm khí diệt sát, cả người tại chỗ ngã xuống, ầm ầm. Cùng cuộn nửa bước siêu thoát khí tức sao động, ở trong thiên địa chậm rãi tiêu tán chư vị còn có ai muốn đối phó bản thiếu sao? Tần Trần thu hồi người này không gian bảo khí cùng pháp bảo, sau đó xoay người, mờ nhạt nhìn về phía kẻ khác. Không, 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 đại nhân ngươi nói đùa. Chúng ta nào dám đối phó đại nhân ngài? Đúng đúng, trước hai người kia không biết trời cao đất rộng, đó là chết chưa hết tội. Mọi người vội vàng hoảng sợ nói, từng cái thần sắc sợ hãi, mẹ ai đây dám có dị nghị à? Chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị nghị gì, sợ là sẽ cùng trước hai người một dạng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trực tiếp chém giết đi. Vừa lúc đó, một tên nửa bước siêu thoát thình lình ôm quyền xá nói nói, các vị, ta đi trước một bước. Rất rõ ràng, hắn là không muốn chọc tầng trần, cũng không muốn ở nơi này đúng sai trung tâm chờ lâu, không gian thần mạch cùng thác bạc thế gia thích là đồ tốt, thế nhưng cho dù tốt đồ đạt, cũng phải có mệnh cầm mới phải bất quá hắn vừa mới nói xong lời này, còn không có động thân. Liền nghe được tầng trần nói, muốn đi không gấp nhất thời, bản thiếu còn có lời không hỏi xong các ngươi. Chương 5085, cuối cùng đi. Tên nửa bước siêu thoát khí sắc tức khắc đại biến, tần trần lại muốn lưu hắn lại, này làm sao có thể có chuyện tốt, nhưng hắn không còn có di động bản thân cước bộ, hắn đã biết tần trần đáng sợ, một khi tần trần động thủ với hắn, hắn chỗ nào có thể rời khỏi. Rất tốt. Tần trần mắt nhìn mọi người, sau đó nói, hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết, trước ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Viễn đạo thần tôn bọn họ cuối cùng đi chỗ nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám lên trước nói chuyện trước. Tần Trần ánh mắt rơi vào trước vậy muốn đi người trên thân, nhàn nhạt nói, "Ngươi trước nói." "Ta." À. Này lòng người trong sợ hãi, lúc này hắn cũng đã hối hận trước trước xuất đầu, bất quá loại thời điểm này, hắn cũng không có phương pháp khác, lấy Tần Trần trước triển lộ ra thực lực, khả năng trong khoảnh khắc là có thể giết chết hắn. Hắn chỉ có thể đáp ứng một tiếng, đi lên trước. Mới vừa chuẩn bị trả lời, lại bị Tần Trần thoáng cái cắt đứt. Chậm đã. Tần Trần nói xong trực tiếp khoát tay, nhất đạo trận văn trong nháy mắt quanh nhiễu ra, cấp tốc bao phủ lại hai người bọn họ. Bản thiếu sau đó sẽ một mình thăm dò các ngươi, nếu như phát hiện có ai nói không khớp, lừa dối bản thiếu, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Nói xong lời này, Tần Trần đem trận văn khép lại, sau đó đối về người kia nói, ngươi bây giờ có thể nói. Người nọ tức khắc cười khổ một tiếng, bắt đầu từ đầu giảng giải. Tại phương mộ lăng tiểu tỷ sau khi rời khỏi, đảng ma thần tôn đại nhân vì cho phương mộ lăng tiểu tỷ tranh thủ nhiều thời gian hơn, trực tiếp thi triển ra một loại bí thuật. Lúc này mới ngăn lại viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát, bất quá hắn cũng bởi vậy bị thương nặng, kém chút bị vây chết ở chỗ này. Cũng may sau cùng thời khắc mấu chốt đảng ma thần tôn thi triển ra một cái tịch diệt ám lôi, phá vỡ viễn đạo thần tôn thi triển ra khốn trận, lúc này mới có thể rời đi, bằng không sợ là chắc chắn phải chết. Người này mặt bên giải thích, mặt bên vụng trộn nhìn Tần Trần, lúc này hắn cũng hiểu được Tần Trần phải cùng ám u phủ có quan hệ, cho nên nói chuyện thời điểm vụng trộn hướng về đảng ma thần tôn nói. Tịch diệt ám lôi, đó là vật gì? Tịch diệt ám lôi là ám u phủ chiến bộ nghiên cứu ra đỉnh cấp bảo vật, trong ẩn chứa cường đại ám u phủ tịch diệt chi lực, nổ lên ra uy lực, đủ để trọng thương một tên siêu thoát cao thủ, là nam thập tam tinh vực trong có chút khủng bố một loại bảo vật. Nếu như không phải viễn đạo thần tôn liên thủ với hắc ám siêu thoát, đã sớm vây khốn ở đây hư không, như vậy bảo vật đủ để trọng thương viễn đạo thần tôn, thậm chí chúng ta ở bên ngoài người vây xem cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Nói đến đây, người này trên mặt bộc lộ ra ngoài một chút hoảng sợ. Vậy sau đó thì sao? Tần Trần nói. Người này tiếp tục nói, đảng ma thần tôn sử dụng tịch diệt ám lôi phá vỡ trói buộc sau, cũng đã bản thân bị trọng thương, sở dĩ không có thừa thắng xông lên, mà là trước tiên chạy khỏi nơi này. Viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát vì không để lại hậu hoạn, liền mang người một đường đuổi theo, lưu lại trước người nọ trấn thủ tại chỗ này, cùng thiên cương vương bọn họ mang theo phương mộ lăng tiểu tỷ trở về. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác cũng phải cần nhìn chầm chầm ở đây, phòng ngừa bị chúng ta những người này lấy đi bảo vật gì. Nói đến đây, người này trên mặt lộ ra một chút phẫn quốc, hiển nhiên cũng đối viễn đạo thần tôn bọn họ cử động có chút bất mãn. Bất quá chẳng ai nghĩ tới, tại đây hư không thần văn quả dưới tàn cây địa phương thật có một cái không gian thần mạch, chỉ tiếc hư không thần văn quả thụ chung quanh hư không chi lực ngăn trở mọi người thăm dò, bằng không không đợi tần trần qua đến. Bọn họ sợ là cũng sớm đã cướp đi này không gian thần mạch. Được, ngươi trước đi ra ngoài, chờ ta hỏi xong kẻ khác, ngươi liền có thể rời đi. Tần trần sau cùng hỏi thăm một chút đảng ma thần tôn bọn họ phương hướng rời đi sau, liền mở ra trận văn, để cho đối phương đi trước đi ra ngoài đi qua thăm dò tần trần cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra phương mộ lăng thật đúng là vì mình cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát mâu thuẫn qua lúc này mới đưa tới hắc ám nhất tộc siêu thoát liên thủ viễn đạo thần tôn đối phó phương mộ lăng đương nhiên cũng có hắc ám nhất tộc muốn cùng thác bạc thế gia làm quan hệ tốt mục đích đương nhiên tần trần quan tâm nhất vẫn là còn lại những hư không thần văn quả đó viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát đều phải ba mai cái này phiền toái tần trần cao mày Tuy là hắn tu vi có đột phá kinh người, nhưng hắn cũng không dám khẳng định bản thân liền nhất định sẽ là siêu thoát cường giả đối thủ, nhưng mà hư không thần văn quả cũng hắn nhất định được, bởi vì quả này là hắn đột phá siêu thoát cảnh giới chỗ mấu chốt. Xem ra, đảng ma thần tôn vẫn không thể chết, bằng không mặc dù là thực lực ta có chút đột phá, nhưng chưa từng bước vào siêu thoát, một khi bị viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát hai người liên thủ vây khốn, cũng nhất định nguy hiểm. Tần trần tâm tư dũng động phải nghĩ một cách làm. Mưu định sao động, mới là Tần Trần tính tình, sau đó, Tần Trần lại thăm dò mấy người, phát hiện mấy người giải thích cơ bản đồng dạng, không khỏi gật đầu, xem ra, sẽ không có người lừa gạt mình. Được, chư vị có thể rời đi. Tần Trần lúc này mới nhìn nói với mọi người, trong sơn cốc, mọi người ào ào thở vào một cái, trong một nhóm người cấp tốc bay đi dựng lên, trước tiên liền rời đi nơi này, hiển nhiên không dám ở nơi này chờ lâu. Nhưng còn có một vài người lưu lại, đã từng trần nguyện ý thả bọn họ đi, hiển nhiên là sẽ không động thủ giết bọn hắn, vậy bọn họ thì sợ gì? Tần Trần, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Phương Mộ Lăng tiến lên dò hỏi. Ta đã hỏi rõ, đảng ma thần tôn trước nắm lấy cơ hội chạy khỏi nơi này, mà viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát đều đi truy tung hắn đi, đã như vậy, chúng ta thì không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta truy đi lên xem một chút. Dù sao đảng ma thần tôn coi như là vì ta ngăn cản địch nhân. Linh lung thần nữ cùng phương mộ lăng đều giật mình nhìn tần trần trước bọn họ chạy tới, chỉ là muốn nhìn một chút đảng ma thần tôn thế nào, hôm nay đảng ma thần tôn rõ ràng là trọng thương bỏ chạy, tần trần lại vẫn dám đuổi lên trước, đây là cái gì dạng tinh thần. Phía trước thế nhưng có hai tôn siêu thoát cấp cao thủ à. Đổi thành người khác, sợ là đều tránh không kịp, hai người nhìn tần trần ánh mắt thay đổi, chỉ cảm thấy tần trần vô cùng đồ sộ. Trên cái thế giới này, sẽ nói khoác lác rất nhiều người, nhưng mà chân chính có thể làm đến lời nói đi đôi với việc làm, nhưng cực kỳ ít ỏi. Đi. Tần Trần tự nhiên không biết hai người trong lòng ý nghĩ, thân hình thoát một cái, mang theo linh lung thần nữ cùng phương mộ lăng cấp tốc biến mất ở ở đây, hướng trước những người đó theo lời nói đảng ma thần tôn bỏ chạy phương hướng bay vút qua. Gia hỏa này, cuối cùng đi. Thấy Tần Trần rời đi, ở đây kẻ khác không khỏi thở vào một cái, thần sắc sợ hãi. Gia hỏa này đi phương hướng, là đảng ma thần tôn bọn họ phương hướng rời đi, chẳng lẽ nói người này, còn muốn đi giải cứu đảng ma thần tôn hay sao? Có người giật mình nói. Không phải không có khả năng, lấy người này thực lực, sợ là thực sự có thể cùng siêu thoát cao thủ giao thủ một phen chứ. Một chiêu chém giết nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, như vậy thực lực, quả thực chưa bao giờ nghe. Bên cạnh mặt khác có người gật đầu nói. Chương năm không lịch sự ầm, um, hai người này vừa đến đến, liền bộc phát ra kinh người khí tức, khí tức kinh khủng giống như như đại dương mênh mông hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, vững vàng khóa chặt lại tầng trần mấy người. Thấy hai người này, Phương Mộ Lăng biến sắc, liền vội vàng nói, tầng trần, bọn họ là viễn đạo thần tôn bộ hạ. Là ngươi. Phương Mộ Lăng. Lúc này hai người này cũng cũng đã nhìn thấy đến Phương Mộ Lăng mấy người, tức khắc biến sắc, vô ý thức nói, ngươi không phải là bị thiên cương vương bọn họ đuổi giết sao không đúng, thiên cương vương bọn họ đây. Hai người thần sắc đại biến, trong tay ào ảo xuất hiện vũ khí, một cái trong tay xuất hiện một tấm màu đen khăn tay, chiếc khăn tay này lớn lên theo gió, cấp tốc hóa thành một tòa màn trời một dạng, nổ một tiếng huyền phù ở trong thiên địa. Từ nơi này màn trời trong, trong nháy mắt phun mạnh ra tới rất nhiều hắc khí, những hắc khí này dũng động, phát ra ô ô ô tiếng sấm, hướng tầng trần mấy người điên cùng cuốn tới mà đổi thành một người trong tay thì xuất hiện một mặt chày kim cương, này chày kim cương cuối cùng có một cái bộ xương màu đen đầu, đầu khô lâu trong hai mắt, còn thiêu đốt hai luồng đen kịch hỏa diễm, hướng tầng trần mấy người chợt nện xuống âm ầm. Chày kim cương ở trên khí tức bạo dũng, cùng cuộn hắc sắc khí tức hóa thành tất cả hắc sắc ma quỷ khô lâu, liên tục nứt nở, cấp tốc cắn xé hướng tầng trần mấy người, chi chít, giống như đại dương bao la. Thấy hai người này thi triển ra bảo vật, linh lung thần nữ liền khẽ hô nói, vạn ma phiên vạn ma thiên vương. Còn có khô lâu quân lão. Đây là đăng nam thập tam tinh vực hai tôn nửa bước siêu thoát cao thủ, danh khí cũng cực cao, linh lung thần nữ tự nhiên cũng đã nghe nói qua, trên người nàng cấp tốc dũng động lực lượng bản nguyên, vừa mới chuẩn bị động thủ ngăn cản, lại thấy tần trần miễn cười. Để cho ta tới. Giọng nói rơi xuống, tần trần nhảy tới trước một bước. ầm, uhm. Hắn vừa sải bước ra, trời long đất lở, toàn bộ thiên địa chợt kịch liệt rung động một cái, tựa như một cái quân vương bước ra bước chân hắn, muốn chinh chiến thiên hạ, một bước dưới, hư không rung động, rất nhiều anh nhiễu tới đầy trời hắc khí cùng rất nhiều khô. Đầu đầu dĩ nhiên tại tầng trần này rung một cái dưới, trong nháy mắt băng diệt. Ngay sau đó, tầng trần đại thủ lộ ra, một tiếng vang ầm ầm, vô tận không gian tại tầng trần đại thủ trong lướt qua, hư không thang lui, tựa như tạo thành một cái hắc động đem hai người thi triển ra công kích tất cả đều thôn vệ trong, hung hăng rơi vào hai người đầu. Đỉnh. Không tốt. Hai đại cao thủ thất kinh, con người đột nhiên thu hẹp, tuyệt đối không ngờ rằng tầng trần thực lực thật không ngờ đáng sợ. Một cái chớp mắt, hai người trái tim thích chặt, biết mình không phải là tầng trần đối thủ, trong nguy cơ, bọn họ thi triển các loại thần thông huyền hay. Cố gắng thoát khỏi tầng trần vô bắt, đồng thời trong, hai người vội vàng thôi động trong cơ thể truyền tinh ngọc giảng, sẽ đưa tin cho viễn đạo thần tôn. Nhưng mà không chờ bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài, Tần Trần đại thủ dĩ nhiên đi tới đỉnh đầu bọn họ, muôn vàng biến hóa trong nháy mắt băng diệt. Tại Tần Trần lực lượng dưới, hai người sở tại địa phương như là tạo thành một cái không gian độc lập, không luận hai người làm sao giành chuyển, đều không thể xê dịch đi ra ngoài. Đùng một tiếng, hai người giống như hai cái con ruồi, trong khoảnh khắc liền bị Tần Trần vỗ tại trong hư không, chắc giao nằm ở chỗ này, mặc cho hai người thế nào phản kháng đều không thể động đậy. Tựa như trên thất thịt cá. Ngươi, 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 hai người run rẩy, nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Đây là cái gì quái vật? Trong một chiêu, liền đem hai người bọn họ cho đánh bại ở chỗ này, còn là người sao? Sợ không phải là cái gì siêu thoát cường giả ngụy trang chứ? Nói đi, viễn đạo thần tôn bọn họ ở địa phương nào? Tình huống bên trong đến như thế nào đây? Tần trần cao cao tại thượng, nhìn xuống hai người, trong một người cắn răng, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám cùng viễn đạo thần tôn đại nhân đối nghịch, biết là hậu quả gì sao? Viễn đạo thần tôn đại nhân hắn cũng đã đầu nhập vào thác bạc thế gia, chính là... ồn ào. Tần trần lười nhắc nghe đối phương lời thừa, trực tiếp đấm ra một quyền, người này trừng lớn hoảng sợ hai mắt, ầm một tiếng bị đánh nổ lên đến, trên thân khải giáp chia năm xẻ bảy, áo bào vỡ nát, thân sắc băng diệt, hóa thành huyết vụ phiêu tán căn bản là không có cách ngăn cản. Tần trần công kích, nhất đạo đại đạo quy tắc chi lực hiện lên, bị tần trần trong nháy mắt vồ bắt vào hỗn độn thế giới trong, cùng lúc đó, theo trong huyết vụ, phiêu tán đi ra nhất đạo linh hồn chi lực, bị tần trần đại thủ trực tiếp vồ lấy. Tha mạng, người. Này linh hồn thể hoảng sợ kêu to lên. Nhưng tần trần chẳng quan tâm, nhất đạo linh hồn chi lực cấp tốc hướng đối phương ăn mòn tới, cửu tinh thần đế quyết bị tần trần trong nháy mắt thôi động, trực tiếp đối phương ký ức a à, người này linh hồn thể điên cuồng kêu thảm sau cùng ầm một tiếng linh hồn băng diệt trực tiếp tiêu tán hư không thần hồn câu diệt tần trần lắc đầu thu hồi tay phải nhàn nhạt nói một phế vật linh hồn như vậy không lịch sự ngay sau đó tần trần ánh mắt nhìn về phía một người khác ta nói ta nói cô lâu quân lão thần sắc hoảng sợ không đợi tần trần mở miệng liền vội vàng nói Viễn đạo thần tôn đại nhân cùng hắc ám siêu thoát tộc đại nhân chính mang theo rất nhiều cao thủ tại đây hỗn độn chi địa chỗ truy tung đảng ma thần tôn, đảng ma thần. Tôn cũng đã bản thân bị trọng thương, bản nguyên thụ thương, một khi bị viễn đạo thần tôn đại nhân truy tung ở trên chắc chắn phải chết, mà ta và vạn ma thiên vương thì lưu thủ tại cửa vào, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào này hỗn độn chi địa. Tần Trần nhíu mày. Bản nguyên bị tổn thương, nhìn cách đảng ma thần tôn trạng thái thật không tốt a. À. Tiền bối xin thỉnh tha mạng phốc khô lâu quân lão lời còn chưa dứt liền bị tần trần trực tiếp bóp vỡ ra cùng cuộn đại đạo lực bị tần trần trực tiếp đánh vào hỗn độn thế giới trong những thứ này nửa bước siêu thoát khí huyết cùng đạo tắc tần trần dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt nhưng mà đối với hồng hoang tổ long bọn họ cũng đại bổ hơn nữa còn có thế tẩm bổ vạn giới ma thụ đi chúng ta nhất định phải tại viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát trước tìm được đảng ma thần tôn tần trần ôm phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ tốc lướt về phía hỗn độn chi địa chỗ sâu, mà ở tầng trần đi vào hỗn độn chi địa không bao lâu, sưu sưu sưu. Bỗng nhiên, mấy bóng người cũng xuất hiện ở nơi này, chính là trước tại hư không thần văn quả thụ sơn trong cốc những cường giả kia. T. Ánh mắt tại bốn phía hư không trong đảo qua một cái, những người này nhìn bốn phía tàn phá cảnh tượng, cùng với phiêu tán một ít hộ giáp cùng y bào mảnh vụn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hơi thở này, hẳn là viễn đạo thần tôn bộ hạ vạn ma thiên vương cùng khô lâu quân lão. Trong một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói, lời vừa nói ra, chung quanh dư người ào ào hít một hơi lãnh khí. Trước viễn đạo thần tôn bộ hạ vài tên cao thủ, bọn họ đều từng có từng thấy, trong không ít đều là nam thập tam tinh vực thành danh một số cao thủ, bọn họ tự nhiên cũng đều hiểu biết. Mà vạn ma thiên vương cùng khô lâu quân lão, chính là trong hai người, đều là tiếp cận siêu thoát cấp cao thủ, đặt vào nam thập tam tinh vực cũng không coi như hạng người vô danh. Thế nhưng, chính là như vậy hai tôn cao thủ, nhưng ở ngắn mũi này trong nháy mắt là chết tại tầng trần trong tay bọn họ, tức khắc để cho mọi người rợn cả tóc gáy, không khỏi lắc đầu rung động. Chương 5087, Đảng Ma Thần Tôn Giờ này khắc này, trong lòng mấy người tràn đầy sợ hãi, mẹ còn là người sao, nửa bước siêu thoát cao thủ tại trong mắt đối phương, vậy hãy cùng giống như ăn cháo, căn bản không có sức phản kháng A. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, một tên cao thủ cao mày. Này hỗn độn chi địa, chính là một chỗ bảo địa, trong có rất nhiều cơ duyên, chúng ta thừa dịp theo bọn hắn ở chỗ này hai bên nhầm vào thời gian, trong bóng tối điều tra một phen, nói không chừng có thể được một vài chỗ tốt. Không sai, nơi đây có rất nhiều thần kiêu hoành hành, nhưng mà đảng ma thần tôn đám người, tất nhiên tiến vào hỗn độn chi địa bên trong, sẽ hấp dẫn đi không ít thần kiêu, ngoại vi chi địa thần kiêu ít ỏi bọn họ căn bản không có cơ hội tìm kiếm, chúng ta có thể trong bóng tối tìm kiếm. Một khi sẽ gặp phải nguy hiểm, trước tiên rời khỏi chiến đoàn là được. Ý kiến hay. Một đám người mặc lộ hưng phấn, sưu sưu sưu, cấp tốc rời đi nơi này, lúc này, hỗn độn chi địa chỗ sâu, tầng trần lại là đang nhanh chóng bay đi một vẻ, bốn phía, rất nhiều mang hoang khí tức dũng động, theo quanh người hắn lướt qua. Tần trần, chúng ta như vậy có thể tìm tới ma lão sao? Phương Mộ Lăng lo lắng nói, hỗn độn chi địa, vô cùng bao la, muốn tại một cái địa phương như vậy tìm được ma lão, độ khó to lớn, mấy vào biển rộng tìm kim. Mặc kệ có thể hay không tìm được, dù sao cũng phải thử trước một chút nhìn. Tần Trần trầm giọng nói, ánh mắt của hắn, nhìn bốn phía, thần thức liên tục cảm nhận bốn phía. Ở đây, có không gian ba động dấu vết. Tần Trần thân hình thoát một cái, lúc này hướng về một phương hướng lao đi lấy tầng trần hôm nay đối với không gian đạo tắc cảm ngộ có thể đơn giản lĩnh ngộ được bất kỳ một chỗ không gian chi địa bất cứ ba động gì bất kỳ cái gì nhỏ bé ba động đều thoát không được hắn cảm nhận hắn chỉ cần dọc theo những thứ này không gian ba động đi xuống luôn có thể tìm được người bất kể là đảng ma thần tôn vẫn là hắc ám siêu thoát bọn họ chỉ cần tìm được người thì dễ làm sưu tầng trần tại đây hỗn độn chi địa thần tốc bay đi đột nhiên thì hưu từ một bên nhất đạo hắc ám ảnh tử đột nhiên bắt tới. Là thần kiêu. Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ đều kinh hô một tiếng. Thần kiêu, là quy khư chi địa có một vật, tốc độ cực nhanh, phòng ngự kinh người, ưa thích trong bóng tối tập kích người ta, coi như là siêu thoát cường giả gặp phải, cũng cực kỳ đau đầu, càng không cần phải nói là nàng cắt, chỉ là đạo này cái bóng mới xuất hiện ở trước mặt các nàng. Phốt Một đạo kiếm quan đột nhiên lướt qua, kiếm quan này trong ẩn chứa kinh người không gian phá hoại lực trong nháy mắt chém ở này hắc ám ảnh tử trên này hắc ám ảnh tử tức khắc hết thảm một tiếng một cái cả người giống như tam túc hắc ưng một dạng yêu vật hiện lên cái trán có con mắt thứ ba nhìn chằm chằm tần trần bị tầng trần kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng này tam túc bóng đen dữ tợn nhìn tần trần điên cuồng giải dụa nhưng căn bản là không có cách tránh thoát tần trần không gian chi lực trói buộc có ý tứ tần trần nhìn bị kiếm khí xuyên thủng tam túc hắc ưng như có điều suy nghĩ chỉ thấy này tam túc hắc ưng trên thân lưu chuyển từng đạo không gian ba văn những thứ này không gian ba văn để cho này tam túc hắc ưng cùng này hư không hoàn toàn kết hợp với nhau hai bên dung hợp khó trách này thần kiêu có khả năng làm đến xuất quỷ nhập thần xem ra này thần kiêu quanh năm lưu lại tại quy khư bí cảnh cũng đã dung hợp nhất định không gian đạo tắc tần trần thì thào đây chính là thần kiêu mà một bên Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ cũng tò mò nhìn sang, các nàng tuy là nghe nói qua thần kiêu, nhưng khoảng cách gần như vậy thấy thần kiêu vẫn là lần đầu tiên. Tiếu tiếu. Thần kiêu giữ tợn mở miệng, đối về ba người phát ra thanh âm chói tai, ánh mắt điên cuồng. Hừ. Tần trần hừ lạnh một tiếng, kiếm khí đột nhiên bạo phát, phốc một tiếng, một cái này thần kiêu tại chỗ máu tươi bắn tung tóe, bị tần trần kiếm khí vặn nát, hóa thành huyết vụ tiêu tán, cùng lúc đó, một cái tinh thạch xuất hiện ở trong thiên địa. Tần Trần khoát tay, cái này tinh thạch trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, đây là một cái toàn thân trong suốt tinh thạch, tảng ra kinh người không gian ba động. Xem. Ra, đây cũng là này thần kiêu quanh năm suốt tháng tại đây quy cư chi địa tu luyện, sở dĩ ngưng kết ra không gian tinh thạch. Thu hồi không gian tinh thạch, Tần Trần tiếp tục bay đi lên, chỉ chốc lát sau, Tần Trần chợt dừng bước lại. Làm sao? Phương Mộ Lăng nghi ngờ nói phía trước có không ít không gian ba động, hẳn là thần kiêu khí tức. Tần Trần hít mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Phương mộ lăng cả kinh. Không được. Tần Trần lắc đầu, ở đây trước có người đi qua không gian ba động, với lại, phía trước đã có thần kiêu khí tức, hiển nhiên nói rõ trước có người kinh động thần kiêu, rất có thể chính là đảng ma thần tôn bọn họ. Thế nhưng, phía trước nếu như có rất nhiều thần kiêu nói, chúng ta đi qua, nhất định sẽ bại lộ linh lung thần nữ liền nói. Này có thể không hẳn. Tần Trần cười cười, trên người hắn cấp tốc quanh nhiễu đi ra một chút không gian ba động, phạch một cái, cả người khí tức, dĩ nhiên biến phải cùng trước thần kiêu không sai biệt lắm lên. Đây là Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ trợn to hai mắt, nếu như lúc này không phải các nàng tận mắt thấy Tần Trần, chỉ dựa vào cảm nhận, các nàng trong nhận thức Tần Trần cũng đã biến mất, Tần Trần chỗ, giống như chỉ còn dư lại một đoàn không khí ta trước cũng đã biết rõ thần kiêu trên thân không gian ba động đi theo ta tần trần mang theo phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ lặng yên về phía trước cô 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 bốn phía hư không trong mơ hồ có thần kiêu thanh âm truyền đến phương mộ lăng các nàng thần sắc cảnh giác thở mạnh cũng không dám một cái nhưng mà tần trần cũng thần sắc bình tĩnh tựa như đi tới chốn không người mặc qua một đám thần kiêu chỗ bỗng nhiên tần trần lại một lần nữa dừng bước lại chỗ ấy có người Tần Trần nhìn về phía bên trái chỗ kia, lặng lẽ trôi qua. Lúc này, tại đây hỗn độn chi địa chỗ sâu chỗ kia hư không, đảng ma thần tôn vô cùng chật vật núp ở một chỗ chiếc điệp trong hư không. Cũng không biết tiểu tỷ đến như thế nào đây. Đảng ma thần tôn thần sắc chật vật, cả người tiên huyết, trên thân mang theo từng đạo vết thương, ngồi xếp bằng trị liệu trên người mình thương thế. Cái này chết viễn đạo thần tôn, còn có hắc ám nhất tộc, nếu như chờ ta thoát khốn, nhất định phải để cho bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Đảng ma thần tôn cắn răng nói, chỉ là, hắn giọng điệu mặc dù lạnh lệ, nhưng mà trên mặt vẫn là lo lắng, bởi vì hắn cũng hiểu rõ, bản thân tiếp phiền toái. Lúc trước, hắn là thật vất vả sử dụng thần kiêu nơi ở, tránh thoát viễn đạo thần tôn bọn họ truy sát, nhưng mà, viễn đạo thần tôn bọn họ cắn rất gần, cũng đã phong tỏa bốn phía này một phương khu vực, đồng thời phái người liên tục tìm kiếm. Một ngày nào đó, sẽ tìm được bản thân chỗ, đến khi đó, chỉ hy vọng tiểu tỷ có khả năng bình yên vô sự. Đảng ma thần tôn đau khổ lắc đầu, nếu như tiểu tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn rõ là muôn lần chết chớ từ chối. Năm đó, hắn tại đảng ma hải độc bá nhất phương, kết quả đắc tội thác bạc thế gia, bị thác bạc thế gia truy sát, là ám u phủ chủ xuất thủ cứu hắn, cho hắn lần thứ hai mới sinh cơ biết. Thế nhân đều cảm thấy hắn đảng ma thần tôn ma tính bức người, nhưng ai cũng không biết, hắn thực là cái cực kỳ có tình có nghĩa người. Chương 5088, ai? chính hắn không sợ chết nhưng mà liên lụy đại tiểu thư vậy hắn mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình hô đảng ma thần tôn ngồi xếp bằng kèm theo hắn nháy mắt từng đạo hắc sắc khí tức tại quanh thân hắn oanh nhiễu tiến vào hắn lỗ mũi sau đó chảy khắp toàn thân ngay sau đó lại lưu chuyển ra đến không thể không nói ở đây thật đúng là một cực kỳ thích hợp tu luyện địa phương đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có nhiều như vậy thần kiêu một khi tu luyện ba động quá lớn kin động bốn phía thần kiêu, như vậy đầy trời thần kiêu nhào tới, đó nhất định chính là ác mộng một dạng, mạnh như hắn như vậy siêu thoát cường giả, sợ cũng cực kỳ nguy hiểm. Hừ. Nếu như Viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát làm cho ta hẳn phải chết, trước khi chết ta định tự bạo, đưa tới ở đây toàn bộ thần kiêu, đến lúc đó coi như là Viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát có thể chạy đi, sợ cũng sẽ tại đầy trời thần kiêu vây công. Dưới bản thân bị trọng thương, đến lúc đó tiểu tỷ tự nhiên cũng liền càng thêm an toàn một phần, sau đó nhất định báo thù cho ta. Đảng ma thần tôn ánh mắt trong thoáng qua một chút tàn khốc mà ở đảng ma thần tôn tâm tư dũng động thời điểm. Tại mảnh không gian này ở ngoài, hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí tại khu vực này bên ngoài chú ý hỏi dò. Đây là hai nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, trên thân khí tức phi thường, nhưng mà lúc này nhưng cẩn thận từng ly từng tí, đem bản thân phép tắc đều thu liễm, tựa như hai người bình thường đồng dạng, thần thức đều không có bất kỳ ba động, mà là dùng mắt thường tại bốn phía quan sát đến. Chính là viễn đạo thần tôn hai thủ hạ. Trong một tên nửa bước siêu thoát cao thủ nhìn bốn phía, khí sắc có chút lo lắng không yên, nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm đi xuống sao. Tuy là viễn đạo thần tôn đại nhân hứa hẹn chúng ta có thể ôm thác bạc thế gia này bắp đùi, có thể vậy cũng phải. Giữ lại mệnh tại A, lấy hai chúng ta thực lực, bất kể là kinh động ở đây thần kiêu, vẫn bị đảng ma thần tôn phát hiện, sợ là đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn bên người cao mày nói, bằng vào chúng ta xúc tích, muốn đột phá siêu thoát dựa vào chính mình cơ hồ không có cách làm, chỉ có nam thập tam tinh vực nhất đẳng thác bạc thế gia mới có thể, nếu không ngươi cho rằng lão tử tại sao muốn đi theo viễn đạo thần tôn lăng lộn. Còn bị thần kiêu cùng đảng ma thần tôn phát hiện, hừ, chúng ta chỉ là ở chỗ này dạo chơi dạo chơi mà thôi, thật muốn phát hiện đảng ma thần tôn, chỉ cần đưa tin cho viễn đạo thần tôn đại nhân là được chỗ nào còn cần phải chúng ta xuất thủ. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên hắn bên người kinh ngạc chỉ về đằng trước, trung rẩy nói, đại ca ngươi xem, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một chỗ trong khe núi, từng đạo ma khí dũng động, dường như có bóng người đang khoanh chân. Tại đây hỗn độn chi địa, siêu thoát cường giả thần thức đều không thể dọc theo quá nhiều, điều này cũng làm cho hai người không đến mức bị phát hiện lúc này. Ở cách nơi này cách đó không xa một chỗ hư không trong, một đạo nhân ảnh mang theo hai người lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, người tới chính là Tần Trần. Căn cứ trước hư không trong tàn lậu xuống một chút khí tức, Đảng Ma thần tôn hẳn là liền ở phụ cận đây cách đó không xa. Chỉ thấy Tần Trần giữa chân mày, tạo vật chi nhãn mở ra, tại hắn trong tầm mắt, trước mặt hỗn độn chi địa biến phải vô cùng rõ ràng, bốn phía không gian đạo tắc ba động đều không thể che đậy hắn ánh mắt. Tần Trần định thần nhìn lại, vô số đạo tắc ba động dâng đầy toàn bộ thiên địa, bốn phía hư không trong, đều là đạo tắc dũng động, cực huyển lệ, nhưng mà, cũng cực nguy hiểm. Hắn tạo vật chi nhãn vừa mở, thôi động mệnh vận chi thuật, bắt đảng ma thần tôn tung tích, tạo vật chi nhãn hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, liền thấy xa xa chân trời, mơ hồ có nhất đạo hắc khí phóng lên cao. Đạo này hắc sắc cực mơ hồ, tại không gian đạo tắc che đậy dưới bình thường là căn bản nhìn không thấy, nhưng mà tại tầng trần tạo vật chi nhãn dưới, cũng vô cùng rõ ràng, căn bản không chỗ che giấu cái đó là đảng ma thần tôn ký tức xem ra ta tìm đúng địa phương tần trần lộ ra mỉm cười một bên phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ cũng đều lộ ra vẻ kích động tần trần vậy còn chờ gì vội vàng đi qua phương mộ lăng liền nói tần trần gật đầu vừa mới chuẩn bị động thân thình lình hắn hướng một hướng khác nhìn lại hơi hơi nhăn mi đảng ma thần tôn bị người để mắt tới dứt lời tần trần tay phải điểm tại hai người cái tráng mi tâm trong nháy mắt các nàng cũng thấy bốn phía dường như có hai đạo không rõ ràng khí tức như có như không hai cái nửa bước siêu thoát hẳn là viễn đạo thần tôn bộ hạ bò sát nhìn lại còn không có chuẩn bị động thủ thật động thủ hai nửa bước siêu thoát hiển nhiên là không đáng chú ý nhưng mà đã này hai nửa bước siêu thoát tìm phục tại ở đây đại khái theo cũng là xác định đảng ma thần tôn vị trí rất có thể sẽ tùy thời phát động công kích những người này thủ tại chỗ này hẳn là mới vừa phát hiện đảng ma thần tôn nhưng không muốn rút dây động rừng, Linh Lung thần nữ vội vàng nói, chúng ta nhanh lên thông tri đảng ma thần tôn, sau đó rời đi ở đây, bằng không đợi viễn đạo thần tôn chạy tới liền phiền toái. Không vội, hai cái xú trùng mà thôi, giải quyết rất dễ dàng. Tần Trần khẽ cười một tiếng, bất quá đến lúc đó, các ngươi cũng muốn xuất thủ, không cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào phát ra tiếng động. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình trong nháy mắt ẩn vào hư không. Cách đó không xa, hai người lo lắng không yên mai phục tại ở đây. Đại ca, ngươi nói viễn đạo thần tôn đại nhân lúc nào có thể tới. Gấp cái gì? Này hỗn độn chi địa nguy hiểm như vậy, chúng ta lại không cách nào phát ra âm thanh trực tiếp thông tri viễn đạo thần tôn đại nhân, viễn đạo thần tôn đại nhân bọn họ nhận được chú ý. Đầu tiên muốn xác định chúng ta vị trí, sau đó sẽ tránh thoát bốn phía thần kiêu liên hợp kẻ khác lặng yên qua đến, phòng ngừa đảng ma thần tôn lần thứ hai chạy trốn, sợ là không có một tạm thời không đến được chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Này có nguy hiểm gì? Chúng ta trốn ở chỗ này, chỉ cần không làm ra tiếng động đến, chẳng lẽ còn có thể bị không ai phát hiện được hay sao? Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ hư không? Đại ca, làm sao? Chẳng lẽ có người qua đến? Hắn bên người dọa cho giật mình, tức khắc vô cùng khẩn trương. Người nọ cho mày, tỉ mỉ nhìn chầm chầm khoảng khắc, hơi hơi ngưng lông mày, sau đó lắc đầu vừa mới dường như mơ hồ có điểm không gian ba động hẳn là ta nhìn lầm hay hoặc giả là có thần kiêu lướt qua đi ba động cùng thần kiêu ba động rất giống hai người đều ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái không có nhận ra được dị thường gì còn cảm giác nguy cơ cũng là không có thế nhưng đại ca tâm tư vẫn còn có chút không nở hắn tu luyện thế nhưng vấn tâm chi đạo mạnh nhất chính là trong chỗ u minh cảm nhận một chút khó chịu chẳng lẽ là mình bị đảng ma thần tôn phát hiện nếu quả thật phát hiện, đảng ma thần tôn sợ cũng không dám tùy tiện động thủ, chạy trốn còn có khả năng, nhưng bây giờ, đảng ma thần tôn một chút động tĩnh cũng không có, hẳn là bản thân thần kinh quá nhạy cảm. Ha ha, cảm nhận ngược lại rất nhạy cảm, xem ra các hạ tu luyện đại đạo, có chút ý tứ, bản thiếu ngược lại cảm thấy hứng thú. Liền hắn quay đầu, lần thứ hai giám thị đảng ma thần tôn thời điểm, bỗng nhiên nhất đạo tiếng cười khẽ tại hắn bên tai vang tới. Bốn phía hư không, Phản phất trong nháy mắt theo nước ngưng thành băng, trong nháy mắt đóng băng, hai người tìm phục tại ở đây cao thủ, khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ai? Chương năm 5089 là ta. Trong nháy mắt, hai nửa bước siêu thoát trong lòng cao thủ kinh hãi, cái quỷ gì, tại sao có thể có người nói chuyện vô ý thức, hai người thẳng đứng lên, trong cơ thể ngưng tụ lực lượng bản nguyên muốn phun ra. Chỉ là tại hai người nổi lên trong nháy mắt, bên tai lại là truyền đến một tiếng vui cười, di đây không phải là vũ trụ hải hoành đoạn nhai thánh hư hai huynh đệ sao? Trong thanh âm này mang theo kiều mị, thành thực truyền đến, để cho người ta trong nháy mắt xương đều giống như muốn yếu mềm xuống, huyết dịch trong cơ thể không khỏi sôi trào. Nghe đồng thánh hư hai huynh đệ một thân tu vi thông thiên, Linh Lung luôn luôn bội phục kỹ, nghĩ không ra hôm nay có thể ở chỗ này gặp nhau, thật là làm cho tiểu nữ tử ba đời may mắn. Tại Dạng này thanh âm dưới, Hai huynh đệ đột nhiên muốn mọc lên lực lượng bản nguyên lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Thanh âm này thật là dễ nghe a, à, nhất định là một đại mỹ nhân chứ, một cái ý niệm, tại hai người đầu óc hiện lên, linh lung, danh tự này, cũng rất êm tai đây, để cho người kìm lòng không được muốn đi rõ ràng chủ nhân thanh âm. Hai người trong thoáng chốc quay đầu, liền đến một cái giống như từ trên chín tầng trời phủ xuống tiên tử thành thực đi tới, nàng mặt lộ mỏng, đi lại uyển chuyển, vòng eo uyển chuyển nắm chặt, châu tròn ngọc sáng, nhẹ nhàng vặn vẹo ở giữa thiên địa vạn vật đều giống như mất đi màu sắc. Để cho người kìm lòng không được tâm trạng nhộn nhạo. Là linh lung thần tông linh lung thần nữ. Nàng sao lại ở đây? Nàng nói nàng tôn sùng chúng ta. Là thật sao? Hai đại nữ bước siêu thoát tâm trạng sao động. Không đúng. Đột nhiên thì, tâm thần hai người rung một cái. Vừa mới vẫn là một người nam nhân thanh âm, làm sao trong nháy mắt, thì trở thành linh lung thần nữ, với lại, chúng ta đang hỗn độn chi địa coi chừng đảng ma thần tôn, chờ viễn đạo thần tôn đại nhân đến đây, này linh lung thần nữ là như thế nào đi vào ở đây? Tâm thần hai người trong nháy mắt chợt giật mình một cái, mà ở lúc này, tần trần cùng phương mộ lăng dĩ nhiên đi tới bên cạnh hai người, quanh, tần trần thôi động không gian đạo tắc chi lực, đem tứ phương hư không tất cả đều phong tỏa, một chút thanh âm cùng ba động đều truyền lại không đi ra. Cường đại đạo tắc chi lực, trực tiếp quấy rối ở đây hai vị nửa bước siêu thoát khí cơ, ngoại vi, Phương mộ lăng linh tiên gần như cùng lúc đó rơi xuống, cùng cuộn hướng hai người. Ta! À, hai đại cao thủ triệt để giật mình tỉnh lại, vanh, trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên nổ vang, có thể đến tại phía sau hai người, hai bên thật lớn yêu thú hư ảnh hiện lên, che khuất bầu trời, một cái vẫy đuôi, liền đem phương mộ lăng cùng cuộn ra linh tiên chật cuộc ra, trốn. Một kích dưới, hai người căn bản không có mảy may ở trên chiến, trong chớp mắt sẽ chạy khỏi nơi này mặc dù không biết địch nhân cuối cùng có người nào nhưng có thể tu luyện tới bọn họ mức độ này cũng đều không phải là cái gì hạn dễ nhằn kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú tự nhiên biết ở vào thời điểm này làm như thế nào mới là tốt nhất thế mà hết thảy đều đã quá muộn tại bản thiếu phía trước còn muốn chạy nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên kèm theo này nhất đạo cười khẽ tiếng rơi xuống là vô tận hắc ám khí tức mạnh mẽ hắc ám chi lực nồng nặc cơ hồ hóa không ra một dạng trong nháy mắt tiến vào thân thể hai người trong hắc ám chi lực đáng chết là hắc ám nhất tộc người làm sao lại như vậy chẳng lẽ hắc ám siêu thoát là giả vờ cùng viễn đạo thần tôn đại nhân hợp tác trên thực tế là nghĩ đối với đại nhân bất lợi nhất đạo ý niệm trong đầu cấp tốc hiện lên tại hai người đầu óc tại thời khắc quan trọng hai người vội vàng thôi động đưa tin lệnh bài đại nhân chúng ta tao ngộ phục kích là hắc ám không chờ bọn họ đưa tin hoàn thành vô tận hắc ám chi lực dĩ nhiên triệt để dũng mãnh vào thân thể bọn họ trong. Quanh một tiếng, hai người trận to hai mắt, thân thể trong khoảnh khắc chia năm sẽ bảy ra, đồng thời hai đạo khủng bố đạo tắc huyền phù ở trong thiên địa, toát ra kinh người khí tức, bị tầng trần trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới trong ngay sau đó. Hai mai không gian giới chỉ cũng trong nháy mắt rơi vào tầng trần trong tay. Tất cả mọi thứ ba động, cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng đã triệt để tiêu tán ra, chưa từng truyền ra một chút tần trần cùng phương mộ lăng trong nháy mắt rơi vào hai người nguyên bản địa phương tần trần nhẹ nhàng cười một tiếng giải quyết sau đó hắn hướng linh lung thần nữ nghĩ không ra người mị công còn có như vậy hiệu quả linh lung thần nữ mỉm cười có thể vì đại nhân ra sức là linh lung hân hạnh bất quá tại hạ mị thuật tại trước mặt đại nhân đó là căn bản không đáng nhắc đến nói linh lung thần nữ u oán mắt tần trần nàng đã từng đối với tần trần thi triển qua mị thuật chỉ tiếc tần trần không có chút nào quan tâm, để cho nàng lớn bị ngăn trở, trong lòng không nói gì đến cực điểm. Hừ. Một bên, phương mộ lăng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, bây giờ không phải là thảo luận lúc này chứ. Linh lung thần nữ mắt phương mộ lăng, không khỏi liếc một cái miệng, hai người ánh mắt trong, có vô hình kinh khí dũng động. Đi thôi. Tần trần khẽ cười một tiếng, làm bộ không tới một màn này, thu hồi không gian phong tỏa, mang theo phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ cấp tốc rời đi nơi này, toàn bộ tiếng động tiêu tán, lúc này, cách đó không xa hư không trong. Đảng ma thần tôn thình lình có chút hoảng sợ, hướng xa xa một cái, đang tu luyện thân thể, cũng dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, vừa mới. Có phải hay không xảy ra chuyện gì, hắn thẳng đứng lên, tỉ mỉ nhìn chầm chầm hướng bốn phía, vù vù. Một cổ vô hình lực lượng, theo trong thân thể hắn tràn ra đi, trong nháy mắt cuồn cuộn đất trời bốn phía đây là hắn ngang dọc vũ trụ hải qua nhiều năm như vậy đặt chân căn bản thời khắc cẩn thận cùng cảnh giác mà ở hắn tràn ra chân nguyên trong nháy mắt lập tức cũng cảm giác được bốn phía hư không có cái gì không đúng người nào trong lòng hắn cả kinh trên thân khí thế trong nháy mắt liền bạo dũng lên tạo thành nhất đạo khủng bố sóng triều một dạng đem chính mình bảo hộ ở bên trong lúc này trong lòng hắn cũng đã triệt để trầm xuống bởi vì hắn vạn lần không ngờ viễn đạo thần tôn người nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, bốn phía hư không trong ba động tuyệt đối là có người ở tiếp cận. Vô hình kinh khí cuồn cuộn ra, đảng ma thần tôn trong lòng đã tại suy nghĩ có phải hay không trước tiên phải rời đi nơi này, bằng không một khi lần nữa bị bao vây, hắn muốn thoát khốn sẽ biến phải càng thêm khó khăn. Ha ha, đảng ma thần tôn tiền bối cảm nhận quả nhiên nhạy cảm. Chỉ là còn không chờ hắn rời khỏi, nhất đạo cười khẽ tiếng bỗng nhiên vang tới, truyền lại đến đảng ma thần tôn trong đầu các hạ là ai? Đảng Ma thần Tôn nghi hoặc cao mày, này một giọng nói rõ ràng không phải Viễn Đạo thần Tôn, cũng không phải trước hắc ám siêu thoát, với lại dường như cũng không có bất kỳ địch ý, nhưng để cho hắn kinh hải là, hắn dĩ nhiên không có cảm thụ được thanh âm truyền lại tới phương hướng. Tựa như đạo thanh âm này là lăng không vang lên một dạng. Tuy là cảm nhận không được đối phương địch ý, có thể Đảng Ma thần Tôn tâm trạng nhưng không có thả lỏng, tinh khí thần cảnh giác đến mức tận cùng, sau một khắc chất đạo để cho ma lão khó có thể tin thanh âm vang tới. Ma lão, là ta. Nghe được thanh âm này, đảng ma thần tôn không khỏi ngẩn ra, tiểu, tiểu thư. Hắn kinh ngạc hướng thanh âm truyền đến địa phương, liền đến ba bóng người lặng yên xuất hiện, trong một người chính là Phương Mộ Lăng. Đảng ma thần tôn thần sắc trong nháy mắt biến phải kích động, tiểu tỷ làm sao ngươi tới? Chương năm 5090, vô cùng cảm kích. Ma lão, ngươi không sao chứ, Phương Mộ Lăng trong nháy mắt đi tới đảng ma thần tôn phía trước, quan tâm hỏi. Đảng ma thần tôn trong lòng một trận cảm động, tiểu tỷ, ta không sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn nữa, bọn họ là ai? Nói đến đây, đảng ma thần tôn thần sắc cảnh giác nhìn về phía tầng trần, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dũng động đi ra, trong nháy mắt che đậy thiên địa, bọn họ có phải hay không viễn đạo thần tôn người? Muốn cho ngươi đe dọa lão nô? Tiểu tỷ, ngươi cẩn thận! thác bạc thế gia không có một cái tốt phương mộ lăng thấy thế lắc đầu nói ma lão ngươi hiểu lầm tần trần cùng linh lung thần nữ không phải viễn đạo thần tôn người trước chính là tần trần theo thiên cương vương trong tay bọn họ cứu ta nếu như không phải tần trần ta hiện tại đã bị viễn đạo thần tôn người bắt chính là hắn tần trần đảng ma thần tôn ngẩn ra trước phương mộ lăng từng mang theo hắn đi qua không gian hạp cốc nói muốn cứu một cái mình ở này quy khư bí cảnh trong tìm được người hầu tên chính là gọi tần trần với lại bởi vì, này tần trần, bọn họ vẫn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát chống lại, đưa tới viễn đạo thần tôn liên thủ với hắc ám siêu thoát, mới để cho hắn chật vật như vậy, chính là người trước mắt này. Đảng ma thần tôn nhìn tần trần hai mắt nhỏ hơi nheo lại, tuy là hắn có thể cảm giác được tần trần tu vi dường như còn không đến siêu thoát, nhưng mà từ trên người tần trần, nhưng cảm giác được một chút mơ hồ khí tức nguy hiểm. Với lại, này tần trần trước không phải tiến vào không gian hạp cốc trong sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết, không gian hạp cốc trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố không gian chi lực, mặc dù là hắn đều không hẳn có thể ở trong thung lũng sinh tồn được, tiểu tử trước mắt này liền siêu thoát cũng đều không phải, lại là làm thế nào sống sót. Nghĩ tới đây, Đảng Ma Thần Tôn trong lòng tức khắc trùng mình, trầm giọng nói, "Tiểu tỷ, ngươi không phải nói người này đi vào không gian hạp cốc sao?" Không gian hạp cốc trong nguy hiểm trọng trọng, người bình thường đi vào chắc chắn phải chết, người này làm thế nào sống sót? Còn nữa các ngươi lại là làm sao tìm được ở đây? Phương Mộ Lăng giải thích, Tần Trần trước hắn xác định đi vào không gian hạp cốc, bất quá hắn thực lực phi phàm, sống sót, về sau ta bị Thiên Cương Vương truy sát, cũng là Tần Trần vừa lúc chạy tới, cứu ta, còn tìm đến ở đây. Vẫn là Tần Trần men theo ngươi không gian giấu vết một đường mà tới. Hừ, một cái nửa bước siêu thoát, lại có thể tại không gian hạp cốc trong còn sống sót, còn vừa lúc cứu tiểu tỷ, thậm chí còn có thể xem thấu lão phu không gian giấu vết chẳng lẽ người này tại truy tung phương diện, so viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát đều mạnh hơn sao? Tiểu tỷ, trên đời này lòng người vô cùng hiểm ác đáng sợ, người có thể ngàn vạn lần chớ bị người lừa gạt. Đảng ma thần tôn theo phương mộ lăng trong giọng nói trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Hắn không tin một cái nửa bước siêu thoát sẽ có lợi hại như vậy, chẳng những có thể theo không gian hạp cốc trong sống đi ra, còn có thể này hỗn độn chi địa tìm được chính mình. Ma lão. Phương mộ lăng không nói gì, nàng biết ma lão vẫn là chưa tin tần trần. Đảng ma thần tôn tiền bối đúng không? Tần trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế lỗ mãn, sẽ trước đem bản thân khí tức thu liễm. Nơi này là hỗn độn chi địa, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu nữa sẽ kinh động ở đây thần kiêu, đến lúc đó không những sẽ để cho bản thân rơi vào nguy cơ, còn có thể liên lụy mộ lăng. Đồng thời viễn đạo thần tôn bọn họ lúc chạy tới ở giữa, sợ là sẽ càng thêm cấp tốc. Mộ lăng Đảng ma thần tôn nhướng mày, tiểu tỷ tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Hắn ánh mắt trong nổ bắn ra sắc bén hào quang, tần trần. Này đảng ma thần tôn đầu óc có phải hay không không dễ dùng lắm. Phương mộ lăng cũng tức đến dậm chân, ma lão, nhanh lên thu lại khí tức, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao. Ta nói tần trần không phải phá hư người, chẳng lẽ ngươi liền ta cũng tin không nổi. Ngươi cũng đã biết, Ban nãy ngươi cũng đã bại lộ, viễn đạo thần tôn bộ hạ đã phát hiện ngươi, nếu không phải là tần trần kích sát hai người kia, chúng ta hiện tại sợ là sẽ càng thêm nguy hiểm. Đảng ma thần tôn nhướng mày, toàn bộ sở tư, ngươi là nói, ban nãy ba động, là tiểu thư các ngươi làm ra đến, nếu không ngươi nghĩ là ai. Phương mộ lăng không lời nói. Đảng ma thần tôn do dự một chút, mắt nhìn tần trần, ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là thu lại khí tức, bốn phía hư không, thoáng cái bình tĩnh trở lại, bất quá hắn nhìn tần trần ánh mắt hiển nhiên vẫn còn có chút hoài nghi tần trần cũng không lời thừa nhàn nhạt nói ta biết ngươi không tin ta bất quá thấy cái này ngươi thì có thể tin dứt lời tần trần bỗng nhiên giơ tay lên nhất đạo không gian thần ngân đánh ra vù vù này nhất đạo không gian thần ngân đánh ra cũng không phải là thế nào rực rỡ vẻn vẹn chỉ là nhất đạo yếu ớt thần thông hào quang mà thôi nhưng tại bay đi trong quá trình bốn phía rất nhiều không gian chi lực cấp tốc bị quán trú qua đến, trước mắt bao người. Này nhất đạo không gian thần ngân thì giống như đang nhanh chóng sinh trưởng một dạng, đợi đến đảng ma thần tôn phía trước thời điểm, này nhất đạo không gian thần ngân dĩ nhiên lớn lên một gốc cây đại thụ che trời, trong nháy mắt bao phủ lại đảng ma thần tôn bốn phía toàn bộ hư không. Tại đây nhất đạo không gian ba động dưới, đảng ma thần tôn trong lòng đột nhiên hiện ra tới một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, hắn có một loại cảm giác, mặc cho đạo không gian đạo tắt rơi trên người mình, hắn rất có thể sẽ thụ thương, điều này sao có thể chứ? Tiểu tử trước mắt này rõ ràng chỉ là một tên nửa bước siêu thoát, coi như là hắn tư chất cường thịnh trở lại, thiên phú kinh người đi nữa, cũng không có khả năng giơ tay lên nhất đạo thần thông là có thể đã thương chính mình. Khế bờ sợ trong, đảng ma thần tôn liền một chưởng vỗ ra, một tiếng vang ầm ầm, hắn đại thủ hóa thành nhất đạo thật lớn ngọn núi, trong nháy mắt chụp vào đủ để mang đến cho hắn nguy cơ không gian vết đau tầm một tiếng. Khi hắn bàn tay oanh thượng nhất đạo không gian đạo tắc thời điểm, này nhất đạo cự đại không gian đạo tắc cũng không chợt nổ tung lên, ngược lại là tại một cái chớp mắt tan vỡ ra, tiêu tán vô tung. Hôn một tiếng, rất nhiều không gian chi lực từ trên người đảng ma thần tôn lướt qua, giống như thanh phong hiu hiu, mây khói lượng lờ, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Thật cường đại không gian trưởng khống lực. Đảng ma thần tôn hít một hơi lãnh khí, hắn nhìn rất rõ ràng, trước bắt được không gian thần ngân sở dĩ sẽ lặng yên tiêu tán, cũng không phải là bị hắn oanh bạo, mà là khi này không gian thần thông va chạm vào hắn công kích lúc. Trong cấu tạo chủ động tiêu tán ra, liền giống như một bọc xà phòng, tại ngoại lực công kích dưới, cấp tốc yên diệt. Như vậy thủ đoạn, quả thực quá thần kỳ, phải là đối với không gian đạo tắc trưởng khống đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh tình trạng, bực này trưởng khống lực, coi như là đảng ma thần tôn như vậy cao thủ, cũng cơ hồ chưa từng thấy qua này không gian đạo tắc chính là ta tại không gian hạp cốc trong cảm ngộ đoạt được hiện tại đảng ma thần tôn tiền bối hẳn là tin tưởng ta có thể theo không gian hạp cốc trong sống ra đi tần trần hai tay chắp ở sau lưng từ tốn nói đảng ma thần tôn hít sâu một hơi đối về tần trần chắp tay nói tiểu hữu lúc trước là lão phu lỗ mãn đa tạ tiểu hữu đối với tiểu tỷ ân cứu mạng ta đảng ma thần tôn đại biểu ám u phủ vô cùng cảm kích hắn nhìn tần trần ánh mắt triệt để thay đổi Thấy Tần Trần chiêu này sao, hắn là triệt để tin tưởng Tần Trần nói tới, trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, là có thể trưởng khống kinh người như vậy không gian đạo tắc, như vậy thiên tư coi như là tại nam thập tam tinh vực. Đều có thể nói biến thái. Giống như tinh thần một dạng lộng lẫy. Thác bạc thế gia coi như là muốn nhắm vào mình, cũng sẽ không phái ra như vậy một cái thiên kiêu tới mạo hiểm. Chương năm hai là mầm mống tốt. Với lại, đảng ma thần tôn quay đầu nhìn về phía phương mộ lăng, phương mộ lăng chính là ám u phủ đại tiểu thư, niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng vẫn chưa có đối tượng, phủ chủ đại nhân suốt ngày buồn chuyện này, đều nhanh muốn trắng tóc. Hết lần này tới lần khác đại tiểu thư luôn 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 chiều từ bé quen, đối với ái tình việc cũng không quá giải khai, thậm chí là không có cảm giác chút nào, phủ chủ đại nhân cho đại tiểu thư an bài rất nhiều lần kén rễ, nhưng đại tiểu thư không phải cái này chướng mắt, chính là cái kia chướng mắt hôm nay này tần trần thiên tư bất phàm nếu quả thật cùng thác bạc thế gia không có quan hệ ngược lại một cái không tệ hạt giống mấu chốt nhất là đại tiểu thư không nói đối với tiểu tử này có bao nhiêu hảo cảm tối thiểu không ghét nếu không trước cũng sẽ không muốn cho bản thân thay người này trả thù tìm hắc ám nhất tộc siêu thoát phiền toái nghĩ tới đây đảng ma thần tôn tức khắc hưng phấn nếu như mình có thể thay phủ chủ đại nhân giải quyết như thế một việc vậy phủ chủ đại nhân sợ là vui vẻ hàm răng đều có thể rơi sạch, đảng ma thần tôn liên tục nhìn chầm chầm tần trần, ngô. Người này lớn không sai, đẹp trai bức người, với lại thiên tư trắc tuyệt, liền vừa mới thi triển một chiêu kia, cũng đã ở trên tại ám u phủ 99% thiên kiêu, lại thêm khí độ bất phàm, đối mặt bản thân không kiêu ngạo không xỉm định không sai, là mầm mống tốt. Không biết, đảng ma thần tôn toát ra vẻ mỉm cười, càng xem tần trần càng thỏa mãn, cảm thụ được đảng ma thần tôn ánh mắt, nhìn mình quỷ dị mỉm cười, không hiểu, tần trần cả người phát lạnh, nổi da gà đều dựng lên, này gì ánh mắt à. Làm sao theo nhìn một cái hoàng hoa đại khuê nữ một dạng. Ma lão, ngươi cười cái gì đây? Phương Mộ Lăng cũng nghi hoặc nhìn đảng ma thần tôn. a, à, Đảng ma thần tôn vội vàng phục hồi tinh thần lại, tặng hắn một cái, hóa giải một chút xấu hổ, sau đó vội vàng nói, không nhìn cái gì, không nhìn cái gì, mà không biết tiểu hữu đến từ thế lực nào, song thân đều tại hay không? Niên kỷ bao nhiêu? Đảng ma thần tôn cười tủm tỉm nhìn tần trần nói, tần trần, phương mộ lăng cũng mặt không nói gì, nàng xem như là nhìn ra, ma lão đây là đang tìm cho mình đối tượng đây, trước phụ thân an bài cho mình đối tượng hẹn hò thời điểm, ma lão chính là chỗ này hỏi chút gia khỏa. Ma lão, hiện tại chúng ta còn đang quy khư bí cảnh, nguy hiểm trọng trọng, ngươi hỏi mấy vấn đề này, có phải hay không không được thích hợp à? Phương mộ lăng không lời nói. À. Đúng, không thích hợp, không thích hợp. Đảng Ma thần Tôn lúc này mới giật mình tỉnh lại, bản thân còn đang hỗn độn chi địa trong, nguy hiểm trọng trọng, nhất định phải mau ly khai ở đây. Mấy người các ngươi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Đảng Ma thần Tôn vội vàng nói, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Tần Trần sự tình, phía sau chạy đi cũng có thể giải khai, dù sao hiện nay còn không biết đối phương cặn kẻ, bản thân còn phải thật tốt quan sát một phương, nghĩ tới đây đảng ma thần tôn lúc này nhúng người nhảy lên, tiểu tỷ, chư vị, đi theo ta. Vẫn là ta đến đi. Không đợi đảng ma thần tôn đầu lĩnh, tần trần dĩ nhiên ôm lấy phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ, trong nháy mắt đi tới đảng ma thần tôn trước người. Tiểu, tiểu thư ngươi, đảng ma thần tôn thấy như vậy một màn, tức khắc trợn to hai mắt, lớn, lớn mật. Hắn căm tức tần trần, trong nháy mắt dũng động đi ra sát cơ. Tiểu tỷ là nhân vật nào, Tuy là đảng ma thần tôn quan tâm tiểu tỷ hạnh phúc đại sự, nhưng không có nghĩa là đối phương hiện tại liền có thể động thủ động cước A, với lại không phải ôm một cái mà vẫn là ôm hai cái, chuyện này. Quá phận A. Ma lão, tần trần đây là vì phòng ngừa chúng ta bị thần kiêu phát hiện, với lại chúng ta tốc độ quá chậm, cho nên mới để cho hắn mang, ngươi đừng loạn tưởng. Phương mộ lăng vội vàng đỏ mặt nói. Đảng ma thần tôn mặt không nói gì, ngươi này giải thích được ngược lại rất tốt, nhưng mặt đỏ cái gì à? theo tốt. Tần Trần cũng lười để ý này đảng ma thần tôn, thân hình thoát một cái, lúc này ẩn vào hư không, đảng ma thần tôn vội vàng theo sau. Ngoại vi là không thể đi, đã bị triệt để bao vây, bây giờ có thể đi, chỉ có nơi càng sâu, sưu sưu sưu. Mấy bóng người liên tục vào trong, ngay từ đầu, đảng ma thần tôn còn không nói gì Tần Trần dĩ nhiên không biết trời cao đất trọng muốn tại phía trước dẫn đường, nhưng từ từ, hắn thần sắc ngưng trọng. Tần trần tại đây hỗn độn chi địa trong dĩ nhiên như là vô cùng quen thuộc một dạng, dọc đường đi qua, dĩ nhiên đều không có gặp phải một đầu thần kiêu. Rõ ràng có đôi khi đảng ma thần tôn cảm giác được phía trước có một ít thần kiêu khí tức, với lại số lượng còn không phải số ít, nhưng tần trần thường thường một cái chuyển hoặc sau, những thứ này thần kiêu khí tức sẽ tiêu thất. Phản phất hắn biết tại đây chút thần kiêu trong có một cái lối đi an toàn một dạng. Đồng thời, tần trần bay đi quá trình trong, dĩ nhiên có thể mảy may không gian ba động, để cho hắn trong lòng vô cùng khế bờ sợ, như vậy thủ đoạn, khó trách có thể truy tung đến chính mình, cũng không biết bay đi bao lâu, mấy người bỗng nhiên ở một cái khí tức pha tạp địa phương dừng lại. Chính là chỗ này. Tần Trần mắt nhìn bốn phía, thỏa mãn gật đầu. Nơi này. Đảng ma thần tôn quét mắt bốn phía. Chỉ thấy bốn phía, có này từng đạo toái thạch huyền phù, cực kỳ pha tạp lăng loạn, những thứ này toái thạch, chắc là này quy khư bí cảnh trong từng có một phiến đại lục tổn hại sau tạo thành, mang theo cổ xưa tan thương khí tức, cực kỳ cứng rắn. Mặc dù là tại đây hỗn độn chi địa trong trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, cũng không có yên diệt. Hắn nhớ mày, nơi này, tuy là tương đối thích hợp ẩn giấu, nhưng mà không phải có chút quá mức hỗn loạn. Này hỗn độn chi địa hỗn loạn khí tức cực kỳ mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn lưu lại tại dạng này địa phương vấn đề, nhưng nếu là thời gian dài chờ ở chỗ này, một khi hỗn loạn chi khí nhập thể, tất nhiên sẽ đối với bản chi nguyên tạo thành nhất định thương tổn, ảnh hưởng tương lai. Tần Trần gật đầu nói, nơi đây khí tức thật có chút hỗn loạn, cũng không thích hợp lưu lại lâu, nhưng thích hợp chiến đấu. Chiến đấu? Mọi người ngẩn ra, ào ào lộ ra kinh ngạc. Không sai. Tần Trần nhìn về phía đảng ma thần tôn, các ngươi không có thật vẫn muốn trốn đi xuống đi. Tần Trần con mắt hơi hơi nheo lại, muốn chân chính tại đây quy khư chi địa không lo lắng, nhất định phải đem viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát chém giết, bằng không, mặc kệ chúng ta thế nào tránh né đi xuống, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn họ mâu thuẫn trên. Đã sớm muộn gì cũng sẽ mâu thuẫn, sao lại không đem thời cơ nắm trong tay? Hí, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ bằng mấy người chúng ta. Không được, vậy tiểu tỷ quá nguy hiểm. Đảng ma thần tôn liền lắc đầu. Tuy là hắn biết Tần Trần nói là thật, nhưng mà, để cho hắn đi liều mình không quan hệ, nhưng nếu là để cho tiểu tỷ rơi vào nguy cơ hắn muôn lần chết khó từ vậy ngươi có chỗ khác an toàn rời khỏi cách làm sao tần trần nhàn nhạt nhìn sang chuyện này đảng ma thần tôn do dự nếu là có vậy cũng chỉ có thể như vậy hơn nữa phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ không cần tham gia chiến đấu chỉ cần chúng ta là được liền hai chúng ta đảng ma thần tôn cả kinh đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì đương nhiên trừ chúng ta, cũng có mặt khác một ít giúp đỡ. Tần Trần mỉm cười, ngươi tỉ mỉ cảm nhận xuống bốn phía. Đảng ma thần tôn nghe vậy ngẩn ra, lúc này đem thần thức khuếch tán ra, nhỏ bé thần thức mặc dù tại ở đây bị nghiêm trọng áp chế, nhưng vẫn là cảm nhận đến một ít dị dạng. Đây là... Đảng ma thần tôn con ngươi bỗng dưng trợn tròn, cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Chương 5093, thần dưỡng đang. Trong nháy mắt, Đảng ma thần tôn cả người lông tơ dựng lên, chỉ thấy tại đây hỗn loạn chi địa phía ngoài nhất, đảng ma thần tôn thần thức phần cuối, trong lúc mơ hồ có từng đạo khí tức ẩn núp, những khí tức này như ẩn như hiện, cực kỳ yếu ớt, dĩ nhiên là tất cả thần kiêu đang ngủ say. Đáng sợ nhất không phải thần kiêu, mà là số lượng chỉ là tại đảng ma thần tôn thần thức có thể phạm vi bao trùm trong, thì có mấy chục con thần kiêu, mà ở này ngoại vi, căn bản không biết có bao nhiêu thần kiêu đang ngủ say, tần trần đây là đưa bọn họ mang tới một cái thần kiêu ổ à ngươi quá lỗ mãn đảng ma thần tôn mặt sợ hãi tiểu tử này sợ không là một cái điên đi tự nhiên như thế làm chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng những thứ này thần kiêu đi đối phó viễn đạo thần tôn bọn họ xác định nhiều như vậy thần kiêu có thể cho viễn đạo thần tôn bọn họ mang đến không ít phiền toái nhưng thần kiêu là không phân biệt công kích căn bản không biết ngươi là ai cùng ai một khi thức tỉnh tại công kích viễn đạo thần tôn đồng thời cũng có thể công kích bọn họ ai có thể cam đoan những thứ này thần kiêu sẽ dựa theo tần trần ý nghĩ hành động đảng ma thần tôn tiền bối yên tâm ta mang ngươi tới nơi này tự nhiên là có ta nguyên nhân nơi này ta vừa mới thế nhưng tìm kỹ lâu mới tìm được là thích hợp nhất phục kích địa phương tần trần cười nhạt nói còn nữa trước nghe nói tiền bối là sử dụng tịch diệt ám lôi mới tránh thoát viễn đạo thần tôn bọn họ vây giết, không biết này tịch diệt ám lôi tiền bối trên thân còn có bao nhiêu ngươi nghĩ dùng tịch diệt ám lôi Đảng ma thần tôn tức khắc nở nụ cười khổ, ta rõ ràng ý ngươi, bất quá nếu là ngươi muốn lợi dụng tịch diệt ám lôi kích thương đối phương nói, vậy ngươi sợ là phải thất vọng. Nói xong, đảng ma thần tôn tay phải nhoáng lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khỏa đen kịch quang cầu, này hai khỏa quang cầu trên tảng ra làm người sợ hãi ám u lực, chưa từng bộc phát ra, cũng làm người ta cả người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đầu tiên, này tịch diệt ám lôi, ta cũng chỉ thừa lại cuối cùng một khỏa, này lôi uy lực tuy mạnh, nhưng tối đa chỉ có thể kích thương viễn đạo thần tôn bọn họ, không cách nào đưa bọn họ giết chết. Tiếp, tịch diệt ám lôi thôi động cần cực kỳ khủng bố siêu thoát lực, trừ ta ra, không có người có thể dẫn động, đồng thời muốn dẫn động này lôi, ta cũng sẽ cực kỳ lớn hao tổn. Loại bảo vật này chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt, hôm nay viễn đạo thần tôn bọn họ có phòng bị, giống như trước như vậy có hiệu quả liền rất không có khả năng, ngược lại sẽ hao tổn bản thân chiến lực, đảng ma thần tôn lắc đầu. Mới một khỏa. Tần Trần cao mày, số lượng quá ít. Tịch diệt ám lôi nói, trên người ta ngược lại có một ít. Mà đúng lúc này, một bên phương mộ lăng không nhịn được nói, Tần Trần lúc này nhìn sang. Liền thấy phương mộ lăng phạch một cái, tay trong thoáng cái xuất hiện bảy tám khỏa như vậy quan cầu. Nhiều như vậy. Tần Trần sửng sốt, trên người ngươi có nhiều như vậy tịch diệt ám lôi. Trước làm sao nghe nói? Trước ngươi cũng hỏi ta à. Phương mộ lăng quyệt miệng nói, đồ chơi này, là ta từ phụ thân trong khố phòng cầm, vốn là muốn cầm đi ra dọa dọa người, nhưng mà này lôi nhất định phải siêu thoát cấp bản nguyên mới có thể thôi động, ở trong tay ta căn bản cái gì dùng. Ngươi đã muốn nói, liền đều cho ngươi. Phương Mộ Lăng nói đem những thứ này tịch diệt ám lôi đều đặt vào tầng trần trong tay, một bên đảng ma thần tôn nheo mắt. Đây chính là 78 khỏa tịch diệt ám lôi A, cấp chiến lược bảo vật, coi như là tại ám u phủ cũng có thể nói trân quý, đặt vào trong phòng đấu giá bán đấu giá vậy tuyệt đối sẽ một cái giá trên trời. Bản thân cũng là bởi vì phải bảo vệ tiểu tỷ, phủ chủ mới cho mình hai mai, hôm nay tiểu tỷ vậy mà thoáng cái cho tầng trần bảy tám mai, cái này thái quá. Đủ. Coi như thiếu nói trên người ta cũng chỉ có những thứ này, nếu như trở lại ám u phủ ngươi còn muốn nói, ta có thể để cho phụ thân nhiều cho ngươi một ít. Phương Mộ Lăng nói, đủ. Tần Trần cảm nhận một cái này tịch diệt ám lôi, trong ẩn chứa có hai cổ kinh người khí tức kinh khủng này hai cổ khí tức hôm nay vừa vặn đạt đến một cái trạng thái thăng bằng một khi có ngoại lực dẫn bạo cân bằng bị đánh đoạn trong nháy mắt sẽ bạo tạc tạo thành khủng bố lực sát thương với lại muốn phá hoại như vậy cân bằng phải là siêu thoát cấp bản nguyên mới có thể suy nghĩ một chút cũng phải nếu như tùy ý là một cái người có thể dẫn bạo bực này tịch diệt ám lôi vật này khó tránh cũng quá biến thái một ít cho dù có nhiều như vậy tịch diệt ám lôi cũng dùng bằng vào ta hiện tại thương thế, tối đa chỉ có thể lại dẫn bạo một hai cái cũng đã là cực hạn, mà một khi dẫn bạo, ta cũng sẽ ngắn mũi rơi vào suy yếu, được không bù mất. Đảng ma thần tôn lắc đầu nói. Không cần ngươi tới động thủ. Tần trần cười cười, ánh mắt lóe lên. Trong cơ thể hắn đồ đặc khác không có, lại vừa vặn có hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên. Này siêu thoát bản nguyên tần trần mình đã đem bên trong đồ vật cảm ngộ thất thất bát bát, lại không thể trực tiếp thôn vệ thu nhận, để tránh khỏi ảnh hưởng đến bản thân đột phá. Nếu như dùng đến dẫn bạo này tịch diệt ám lôi, ngược lại là một không tệ phương pháp. Ngay sau đó, tần trần thân hình thoát một cái, trực tiếp ẩn vào đến trong hư không, biến mất, cũng không biết làm cái gì đi. Đảng ma thần tôn thấy tần trần kiên quyết như thế, không khỏi lắc đầu, xoay người lại đến phương mộ lăng bên cạnh, tiểu tỷ. nếu như sau đó thật chiến đấu, ngươi trước tiên rời khỏi. Ở đây, ta sẽ nghĩ hết biện pháp kiềm chân viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát người tốt nắm lấy cơ hội rời khỏi này hỗn độn chi địa mặc dù đối với tần trần tính toán không ôm bất kỳ hy vọng nào nhưng đảng ma thần tôn vẫn là đáp ứng tần trần bởi vì hắn biết tần trần theo lời nói sai tiếp tục như thế đi xuống viễn đạo thần tôn bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này đến lúc đó một dạng chạy không thoát còn không bằng sử dụng cơ hội lần này cùng với bốn phía thần kiêu vây khốn viễn đạo thần tôn để cho phương mộ lăng thoát đi nơi đây chỉ cần phương mộ lăng có thể chạy trốn bản thân sinh tử hắn ngược lại không để ý ma lão ngươi yên tâm tần trần đã an bài như thế nhất định có hắn chắc chắn phương mộ lăng cũng khẳng định nói ai chỉ mong như vậy thôi đảng ma thần tôn thở dài một tiếng tiểu tỷ vẫn là quá ngây thơ a à, siêu thoát cường giả há là như vậy tốt sống chung có chiến đấu qua mãi mãi cũng sẽ không hiểu siêu thoát cường giả đáng sợ ma lão nơi này có một cái chữa thương đang dược ngươi cầm dùng nắm chặt trị liệu thương thế ngay sau đó phương mộ lăn lại từ trên thân xuất ra một cái chữa thương đang dược viên thuốc này vừa xuất hiện liền tảng mát ra nồng nặc khí tức thần dưỡng đang thấy viên thuốc này sau ma lão không nhịn được sợ thông qua tiếng viên thuốc này chính là đỉnh cấp chữa thương đang dược mặc dù là trên người hắn cũng có mạnh hơn này đang dược xem ra chắc cũng là phủ chủ đại nhân cho tiểu tỷ bảo mệnh vật không được thần dưỡng đang quá trân quý ta không có thể muốn đảng ma thần tôn khoác tay lia lịa ma lão ngươi cùng ta còn khách khí cái gì ngươi chỉ có chữa khỏi vết thương sau đó trong chiến đấu mới có thể tốt hơn bảo hộ ta phương mộ lăng cũng trực tiếp đem đang dược đặt vào khi ma thần tay đa tạ tiểu tỷ đảng ma thần tôn cảm động không thôi cắn răng một cái lúc này đem đang dược nuốt vào xác định bản thân chỉ có chữa khỏi vết thương mới có thể tốt hơn bảo hộ tiểu tỷ. Chương 5094, Thần Đạo Chi Nhãn Mà ở đảng ma thần tôn khoanh chân chữa thương thời điểm, một bên, tần trần thì cẩn thận bố trí đồ đạc chỉ chốc lát sau, bảy tám mai tịch diệt ám lôi liền bị tần trần cấp tốc bố trí đến bốn phía trong hư không, ẩn dấu biến mất. Những vị trí này, hẳn là không sai. Tần trần hít mắt, trầm tư rất lâu, sau đó xoay người, tìm một chỗ sau, trong nháy mắt tiến vào cổ võ tháp tầng thứ 9 trong, vừa tiến vào tầng thứ 9, tầng trần trong tay liền xuất hiện một cái hư không thần văn quả, sau đó trước tiên nuốt vào, ầm ầm. Khi này một cái hư không thần văn quả đi vào tầng trần thân thể sau, một cổ nồng nặc không gian khí tức liền từ trên người tầng trần bộc phát ra, một cái chớp mắt, tầng trần cả người giống như hóa thành nhất đạo không gian phát tắc. Cùng này cổ võ tháp trong hư không hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Cùng lúc đó, tầng trần thân thể bốn phía, rất nhiều không gian tinh thạch hiện lên, chính là trước chiếm được không gian thần mạch. Những thứ này không gian tinh thạch hội tụ thành một cái cự long một dạng, liên tục còn quấn tầng trần, cuồn cuộn không gian chi lực giống như như đại dương mênh mông liên tục dũng mãnh vào đến tầng trần trong thân thể, ken két két. Tầng trần trong thân thể liên tục quán trú cường đại không gian thần lực, làm cho tầng trần thân thể chậm rãi phát sinh lột xác. Siêu thoát cấp cao thủ cường đại, tầng trần tự nhiên rõ ràng, Lấy hắn thực lực bây giờ tuy là có thể cùng siêu thoát cấp cao thủ giao thủ, nhưng muốn trảm sát đối phương, cũng độ khó cực cao. Sở dĩ tần trần nhất định phải tại viễn đạo thần tôn bọn họ chạy tới trước, đem thực lực mình tận lực tăng lên, ong ong ong, từng đạo khí tức kinh khủng tại tần trần trong cơ thể liên tục quán trú, ngưng luyện vào tần trần bản nguyên trong, tại tần trần làm chuẩn bị thời điểm. Lúc này, trước đảng ma thần tôn nghỉ ngơi chi địa, mấy bóng người cũng đã quán trú ở chỗ này, ngưng thần cảnh giác bốn phía, phong tỏa toàn bộ không gian, mấy người này, chính là viễn đạo thần tôn bộ hạ, nhận được tin tức sau chạy tới đầu tiên. Đang lúc bọn hắn phong tỏa hư không thời điểm, một tiếng vang ầm ầm, xa xa hư không trong, nhất đạo khí tức kinh khủng hàng lâm, trong nháy mắt rơi xuống, dẫn động tứ phương thiên địa ba động, chính là viễn đạo thần tôn. Xin chào viễn đạo thần tôn đại nhân. Trong một tên nửa bước siêu thoát tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói. Hừng, nơi đây tình huống gì? Viễn đạo thần tôn cất bước ra, đi tới khu vực này trung tâm, ngưng thần nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, không cần kiểm tra, hắn liền đã biết, đảng ma thần tôn đã không ở nơi này. Bẩm đại nhân Đầu lĩnh kia nửa bước siêu thoát mang theo viễn đạo thần tôn đi tới một góc hẻo lánh, chỉ vào xa xa cung kính nói, chỗ ấy chính là thánh hư hai huynh đệ trước ẩn nút địa phương. Hắn chỉ hướng một chỗ khác, cung kính nói, đảng ma thần tôn trước chắc là tại cái vị trí kia, bị thánh hư hai huynh đệ phát hiện, cho là truyền lại ra tin tức, chúng ta chạy tới đầu tiên, bất quá chạy tới sau, ở đây cũng đã không có bất kỳ người nào tung tích. Tại Thánh Hư hai huynh đệ ẩn nút địa phương, dường như phát sinh qua một trận chiến đấu. Ồ! Viễn đạo thần tôn ánh mắt lóe lên, hắn đầu tiên là đi tới đảng ma thần tôn trước đợi địa phương, giơ tay lên ngưng tụ hư không chi lực, tinh tế cảm giác cái gì, một lát sau. Hắn mở mắt, ở đây thật có đảng ma thần tôn khí tức, với lại, hắn đợi đến thời gian còn không ngắn chắc là ở chỗ này chữa thương. Viễn đạo thần tôn đứng ở đảng ma thần tôn chữa thương địa phương, ngắm nhìn bốn phía, theo hắn cái góc độ này, là nhìn không thấy thánh hư hai huynh đệ ẩn dấu vị trí. Nói như vậy, nếu không phải đặc thù tình hình, đảng ma thần tôn là không có khả năng phát hiện thánh hư hai huynh đệ. Đây cũng là bởi vì là ở hỗn độn chi địa, siêu thoát cường giả thần thức bị nghiêm trọng áp chế, đổi thành ở bên ngoài, nửa bước siêu thoát căn bản không có khả năng tại siêu thoát cường giả phía trước ẩn nút tích tích. Sau một khắc, chuyển đạo thần tôn thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới hai huynh đệ trước đợi địa phương. Ở đây, hắn chào mày, trước mặt chi địa, xác định phát sinh qua chiến đấu, bất quá, chiến đấu dấu vết nhìn qua cũng rất nhỏ, chắc là tại trong giây lát trong cũng đã kết thúc chiến đấu, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, chắc là lọc vào tập kích. Chỉ là, thánh hư hai huynh đệ ở chỗ này giám thị đảng ma thần tôn, lẽ ra là hết sức cảnh giác làm sao sẽ xuất hiện căn bản phản ứng không kịp nữa tình hình cuối cùng là ai với lại viễn đạo thần tôn trong cơ thể bản nguyên hơi hơi thôi động một cổ vô hình khí tức theo trong thân thể hắn hoanh nhiễu ra hắn mở mắt toàn bộ con ngươi dĩ nhiên biến thành đen kịp một màu mắt chỗ sâu phản phất có từng đạo phù văn đang dũng động thần đạo chi nhãn bạch bốn phía hư không trong rất nhiều nhỏ bé dấu vết cũng rõ ràng rơi vào trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng chỉ bất quá bởi vì chiến đấu cũng đã kết thúc một đoạn thời gian với lại đối phương dường như tận lực che lấp qua lưu lại dấu vết cũng đã rất ít nhưng mà bỗng nhiên viễn đạo thần tôn thấy một cổ lực lượng con người đột nhiên co rụt lại đây là hắn giơ tay đem cổ lực lượng này tóm lấy đến ngoại nhân căn bản nhìn không thấy hắn nắm bắt cái gì chỉ có viễn đạo thần tôn bản thân sử dụng thần đạo chi nhãn nhìn ra một ít đầu mối hắc ám chi lực trong tay hắn của lực lượng này cực yếu ớt, tùy thời đều có thể tiêu tán, nhưng thiên chân vạn sát, dĩ nhiên là hắc ám chi lực, viễn đạo thần tôn đầu óc, trong nháy mắt vang lên thánh hư hai huynh đệ tại trước khi chết cho mình truyền lại tin tức, đại nhân, chúng ta tao ngộ phục kích. Là hắc ám. Hắc ám cái gì, ngay từ đầu, viễn đạo thần tôn còn chỉ là có chút suy đoán, nhưng mà hiện tại, hắn cũng đã triệt để hiểu được thánh hư hai huynh đệ tại trước khi chết là muốn truyền lại cho mình tin tức gì, hắc ám chi lực, hắc ám nhất tộc, tập kích hai người bọn họ, đúng là Hắc Ám nhất tộc người, khó trách hai người sẽ bất cẩn như vậy, giật mình như vậy, chỉ là làm sao lại như vậy. Hắc Ám nhất tộc siêu thoát, rõ ràng tại hợp tác với chính mình, bản thân thậm chí hứa hẹn đối phương dẫn tiến Thác Bạc Thế gia, để cho Hắc Ám nhất tộc cùng Thác Bạc Thế gia cài đặt quan hệ, đối phương vì sao phải làm như vậy, chân đứng hai thuyền. Vẫn là Viễn đạo thần tôn ánh mắt từ từ lạnh lùng, mà đúng lúc này, xa xa hư không trong bỗng nhiên truyền lại tới nhất đạo khủng bố hắc ám khí tức, một tiếng vang ầm ầm, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, xa xa hàng lâm, là hắc ám siêu thoát. Viễn đạo thần tôn sắc bén ánh mắt trong nháy mắt biến phải ôn hòa, hắn mắt chỗ sâu phù văn đột nhiên tiêu thất, ngay sau đó trong tay hắn một đạo hắc ám lực, cũng bị hắn chợt bóp vỡ, tiêu tán vô tung, triệt để yên diệt. Đường xa huynh, có từng phát hiện có cái gì? Này hắc ám nhất tộc siêu thoát vừa hàng lâm, liền mấy bước đi tới viễn đạo thần tôn trước người, trầm giọng hỏi. Hắc Ngọc Huynh, ta cũng là vừa mới đến, không có phát hiện đặc biệt gì tin tức. Viễn đạo thần tôn cười đứng lên, thần sắc trong nháy mắt tao nhã, như một xuân quan, thánh hư hai huynh đệ trước ở chỗ này phát hiện đảng ma thần tôn, bất quá tại giám thị quá trình trong, dường như cũng bị người ta phát hiện, tập kích giết chết ở chỗ này. Mà đảng ma thần tôn cũng bởi vậy phát giác, rời khỏi nơi đây. Bị người đánh trộn. Người nào? Hắc Ngọc Tổ Đế cao mày nói: Tạm thời còn không phải biết, có lẽ là đảng Ma Thần Tôn phát hiện đầu mối động thủ cũng không nhất định. Viễn Đạo Thần Tôn cười híp mắt nói, ánh mắt thâm thúy. Chương năm 5095, nên xuất thủ. Ồ. Hắc Ngọc Tổ Đế mày nhíu lại xuống, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Viễn Đạo Thần Tôn dường như có đồ vật gì đó lén gạt đi chính mình. Bất quá, hắn bản cùng Viễn Đạo Thần Tôn thì không phải là một đường chỉ bất quá đối phương đáp ứng thay hắn dẫn tiếng thác bạc thế gia lại thêm hắn ngấp nghé đảng ma thần tôn trên thân hư không thần văn quả cho nên mới đáp ứng cùng đối phương hợp tác mà thôi đã như vậy còn chờ cái gì đảng ma thần tôn hẳn là rời đi nơi này còn không có bao lâu chúng ta mau chóng chạy tới đem chém giết mới được hắc ngọc tổ đế hít mắt nói yên tâm ta đã phái người phong tỏa chỗ này bốn phía đảng ma thần tôn nếu hướng hỗn độn chi địa chỗ sâu đi ngược lại cũng thôi nếu muốn trời khỏi nơi đây, đó là mơ tưởng, ta người sẽ trước tiên phát hiện hắn tung tích. Viễn đạo thần tôn vừa cười vừa nói. Đại nhân, chúng ta phát hiện một ít dấu vết. Đúng lúc này, một tên nữa bước siêu thoát tiến lên, cung kính hành lễ nói. Ồ! Viễn đạo thần tôn con mắt nhỏ hơi nheo lại, đi, lúc này đây, chúng ta quyết không thể để cho đảng ma thần tôn chạy, chỉ cần giết hắn, tại đây quy khư bí cảnh trong. Ám U Phủ Đại Tiểu Thư còn chưa phải là mặt cho chúng ta giải quyết. Bạch. Dứt lời, viễn đạo thần tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên tiêu thất tại trong hư không, hắc ngọc tổ đế cũng thân hình thoát một cái, trực tiếp theo sau, chỉ chốc lát sau, hai người tới trong một vùng hư không. Ở đây, quả nhiên có không gian lướt qua ba động. Viễn đạo thần tôn cười lạnh một tiếng, nhìn lại đảng ma thần tôn thụ thương không nhẹ, hắn thương thế trên người, không có một năm nửa năm căn bản là không có cách khỏi hẳn, hiện tại chắc là hắn suy yếu nhất thời điểm cũng là kích sát hắn thời cơ tốt nhất. Viễn đạo thần tôn ánh mắt lạnh lùng, lúc này mang theo hắc ngọc cổ đế, cấp tốc truy tung đi xuống hai người một đường tìm kiếm, đảng ma thần tôn lưu lại dấu vết mặc dù không làm sao rõ ràng, nhưng hai người mang theo bộ hạ một số cao thủ, lưới lớn mò cá, vẫn là tìm được một ít tung tích. Bất quá, đội ngũ mới tìm kiếm không bao lâu cầm, xa xa lập tức truyền đến từng đợt tiếng sấm. Đại nhân không được, người chúng ta kinh động thần kiêu nhất đạo khẩn trương đưa tin tiếng vội vàng theo trong ngọc giảng truyền đến. Viễn đạo thần tôn biến sắc, cấp tốc chạy tới, liền thấy hai nửa bước siêu thoát đang bị hai bên thần kiêu liên tục công kích, cả người máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Cút! Viễn đạo thần tôn rít lên một tiếng, đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, thiên địa băng diệt, nhất đạo khủng bố quyền ảnh hiện lên thiên địa trong, hóa thành nhất đạo nguy nga thông thiên quyền ấn, trực tiếp đánh vào một đầu thần kiêu trên thân. Này một đầu thần kiêu bị đánh bay rất ra ngoài, trên thân bóng đen liên tục kích tán. A. À. Này hai bên thần kiêu ánh mắt dữ tợn, băng lãnh nhìn Viễn đạo thần Tôn, đối mặt Viễn đạo thần Tôn này một cái siêu thoát cường giả dĩ nhiên không có sợ hãi chút nào thần sắc, ngược lại mang theo vô tận hung lệ khí tức. Thậm chí, này hai bên thần kiêu nhìn Viễn đạo thần Tôn còn có chút nóng lòng muốn thử. Tự tìm cái chết. Viễn đạo thần Tôn hừ lạnh một tiếng, mà lúc này một tiếng vang ầm ầm xa xa một đạo thân ảnh đột nhiên bắt tới chính là hắc ám siêu thoát thấy hai tôn siêu thoát cường giả này hai bên thần kêu phát ra nhất đạo hung lệ tiếng thân hình thoát một cái trong nháy mắt ẩn vào hỗn độn chi địa chỗ sâu biến mất các ngươi không có sao chứ viễn đạo thần tôn nhìn cả người tiên huyết hai người sắc mặt khó coi hỏi chúng ta không có việc gì hai người kinh hoảng nói trong một người một cánh tay cơ hồ bị triệt để xé rách Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là thật là. Viễn đạo thần Tôn sắc mặt khó coi, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, dù sao hỗn độn chi địa trong thần kiêu rất nhiều, lấy nửa bước siêu thoát thực lực nếu như gặp phải thần kiêu tập kích, xác định không có biện pháp gì tốt. Tiếp tục tìm kiếm. Lạnh lùng nói xong, Viễn đạo thần Tôn vừa mới chuẩn bị rời đi cầm ầm, ở cách nơi này một hướng khác, lại là một trận tiếng nổ mơ hồ truyền tới. Viễn đạo thần Tôn đại nhân, chúng ta bên này cũng gặp phải thần kiêu cứu mạng, lại là nhất đạo đưa tin truyền đến. Viễn đạo thần tôn khí sắc tức khắc hắc lên, tình huống gì, này hỗn độn chi địa tuy là thần kiêu phân bố, nhưng là không phải dễ dàng như vậy liền gặp gỡ, lại nói, nửa bước siêu thoát các cũng không phải là đồ ngốc, sao lại dễ dàng như vậy đi kinh động đám thần kiêu. Trong lòng buồn bực, viễn đạo thần tôn lúc này chạy tới một hướng khác, cái nào một cái phương hướng, hai nửa bước siêu thoát gặp phải đến một đầu thần kiêu, vận khí hoàn hảo một ít, nhưng sẽ người tại thần kiêu tập kích dưới, y nguyên thụ thương. Xúc vật Viễn đạo thần tôn vừa đi lên, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, đem thần kiêu đánh bay ra ngoài, thần kiêu cảm thụ được hai đạo siêu thoát khí tức, cũng không hiếu chiến, khí một tiếng sau trong nháy mắt tiêu thất. Viễn đạo thần tôn khí sắc u ám vô cùng, những thứ này thần kiêu hắn còn tốt, chính là lực phòng ngự quá mức khủng bố, lấy hắn siêu thoát tu vi cũng không cách nào một quyền liền oanh sát, trừ phi vận dụng bản nguyên, mới có thể đem triệt để ma diệt, được không bù mất tiếp tục tìm kiếm. Viễn đạo thần tôn chịu đựng một hơi nói, sau đó, đội ngũ tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà, tìm kiếm đội ngũ vẫn là thỉnh thoảng sẽ gặp được thần kiêu tập kích, cũng may viễn đạo thần tôn liên thủ với hắc ngọc tổ đế, đem thần kiêu đều đánh lui trở lại. Bất quá qua mấy lần, đội ngũ cũng là quể oải bất kham. Này đảng ma thần tôn cuối cùng núp địa phương nào đi? Viễn đạo thần tôn khí sắc vô cùng khó coi. Bởi vì càng thâm nhập, bọn họ gặp phải thần kiêu xác suất càng ngày càng cao, mấy lần rải ra người còn chưa kịp tìm được cái gì tung tích đây, liền kinh động thần kiêu, cuối cùng, viễn đạo thần tôn chỉ có thể đem những thứ này người thu hồi lại, nhưng là tổn thất không ít. Này đảng ma thần tôn, thật đúng là giảo hoạt. Viễn đạo thần tôn mặt u ám. Nửa bước siêu thoát tại khu vực bên ngoài tạm được, còn có thể thăm dò một chút, đến vòng trong, tao ngộ thần kiêu xác suất rất cao, một khi kinh động quá nhiều thần kiêu, Mặc dù là hắn liên thủ với Hắc Ngọc Tổ Đế, cũng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Đến nơi đây, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn và Hắc Ngọc Tổ Đế tới thăm dò. Hai chúng ta đều thăm dò một bên. Viễn đạo thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế nói, Hắc Ngọc Tổ Đế gật đầu, lúc này lướt về phía một bên. Viễn đạo thần Tôn nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt lóe lên, cũng không biết nghĩ cái gì đều như vậy, hai người liên tục thăm dò, tới gần. Cẩn thận. Đến một chỗ Tiễn đạo thần tôn bỗng nhiên giơ tay lên, làm cho tất cả mọi người dừng bước lại. Hắn đột nhiên thôi động thần đạo chi nhãn, vù vù, xa xa hư không trong, một vài thứ mơ hồ hiện lên, như là một cái vẫn thạch khu vực một dạng, mà ở này vẫn thạch trong khu vực ở giữa, có một cổ suy yếu không rõ ràng năng lượng ẩn nút. Là đảng ma thần tôn. Tiễn đạo thần tôn trong lòng vui vẻ. Cuối cùng tìm được gia hỏa này, bất quá, tiễn đạo thần tôn cũng không rút dây động rừng, mà là quán trú thần đạo chi nhãn, tiếp tục điều tra. Tại viễn đạo thần tôn bên cạnh, dường như còn có hai đạo khí tức ẩn nút, bất quá này hai đạo khí tức càng thêm yếu ớt, hẳn là chỉ là nửa bước siêu thoát cấp bậc đối với viễn đạo thần tôn mà nói, căn bản không tính đe dọa. Chẳng lẽ chính là chỗ này hai người, tập kích thánh hư hai huynh đệ. Viễn đạo thần tôn âm thầm suy đoán. Lúc này, hắc ngọc tổ đế khi nhìn đến viễn đạo thần tôn thần sắc sau, cũng nín thở ngưng thần, mơ hồ cảm nhận, tương tự cảm nhận đến đảng ma thần tôn cùng phương mộ lăng các nàng chỗ. Đường xa huynh, xem ra, chính là chỗ này ba người, chúng ta là không phải nên xuất thủ. Hắc Ngọc Tổ Đế nghe răng cười truyền âm nói. Chương 5096, không một trúng. Hắc Ngọc Tổ Đế vốn tưởng rằng viễn đạo thần tôn sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ, nào ngờ nghe được Hắc Ngọc Tổ Đế nói sao, viễn đạo thần tôn cũng khẽ lắc đầu nói, không nóng nảy. Hắc Ngọc Tổ Đế ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, liền thấy viễn đạo thần tôn trong con mắt, từng đạo phù văn lưu chuyển, vô hình đại đạo lực dũng động, cắt toán thiên cơ, dường như còn đang tìm kiếm cái gì. Đường xa huynh, ngươi đây là đang tìm cái gì? Hắc Ngọc Tổ Đế cao mày nói. Không có gì. Viễn đạo thần tôn thuận miệng nói, ánh mắt cũng vẫn nhìn chầm chầm vào đảng ma thần tôn bọn họ chỗ, tại tỉ mỉ tìm kiếm kẻ khác. Bởi vì, đảng ma thần tôn bên cạnh hai người khí tức, cũng không tính thế nào cường đại, tuy là đều là nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cao thủ, nếu như chính diện chiến đấu, không hẳn không thể giết chết thánh hư hai huynh đệ, nhưng là tất nhiên cần tiêu hao đại lượng thời gian. Nhưng trước, thánh hư hai huynh đệ tại trước khi chết, thậm chí ngay cả đưa tin cơ hội cũng không có, rất hiển nhiên đối phương xuất thủ nhanh, tại trong thời gian cực ngắn liền đã giải quyết chiến đấu, hiện trường cũng tỏ rõ điểm này. Nói cách khác, tại đảng ma thần tôn bên cạnh, tất nhiên còn có một tôn cao thủ, Vị cao thủ này thực lực muốn ngự trị tại Thánh Hư Hai Huynh Đệ trên, mới có thể trong thời gian ngắn kích sát hai người, mà người này, rất có thể chính là Thánh Hư Hai Huynh Đệ đưa tin trong hắc ám cường giả. Chỉ là, mặc cho Viễn đạo thần tôn thế nào tìm kiếm, đều cảm nhận không được người nọ tồn tại. Không có khả năng, người này tuyệt đối ở chỗ này. Viễn đạo thần tôn ánh mắt vẻ lo lắng, chỉ tiếc vì không kinh động đảng ma thần tôn, ta thần thức tại đây hỗn độn chi địa trong không cách nào trực tiếp tìm kiếm bằng không nhất định tìm được đối phương chỗ. Viễn đạo thần Tôn trong lòng cấp chết thay đổi thật nhanh, đồng thời chậm rãi thu hồi thần đạo chi nhãn. Đã tìm không được, cũng không cần phải liên tục tìm tiếp, sau đó chiến đấu hắn không tin đối phương không xuất hiện, chỉ cần đối phương không phải siêu thoát liền căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, hiện tại mấu chốt nhất là quyết không thể kinh động đảng ma thần Tôn. Nghĩ tới đây, Viễn đạo thần Tôn đem trên thân khí tức trong nháy mắt thu lại, bên kia Hắc Ngọc Tổ Đế hít mắt nhìn Viễn Đạo Thần Tôn, trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, này Viễn Đạo Thần Tôn nhất định có đồ vật gạt ta. Đường Sa Huynh, ngươi kiểm tra đến cái gì khác biệt không? Hắc Ngọc Tổ Đế mỉm cười nói. Không có. Viễn Đạo Thần Tôn lắc đầu, Hắc Ngọc Tổ Đế trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nhưng mắt chỗ sâu, nhưng thoáng qua một chút vẻ lo lắng. Hắc Ngọc Huynh, tiếp xuống ta ngươi thu lại khí tức, trực tiếp đối với đảng ma thần tôn phát động tập kích, ắt phải một kích tất trúng, đem hắn trọng thương, thậm chí chém giết. Viễn đạo thần tôn nhìn Hắc Ngọc Tổ Đế. Có thế. Hắc Ngọc Tổ Đế gật đầu, ánh mắt âm trầm, không biết nghĩ cái gì. Mấy người các ngươi, sau đó bao vây bốn phía này, không nên kinh cử vọng động, cùng chiến đấu bắt đầu, nửa tiếp cận chiến trường, phong tỏa bốn phía, đồng thời quấy rối đảng ma thần tôn, đương nhiên các ngươi chính yếu mục đích. Là phòng ngừa đảng ma thần tôn bên cạnh hai người chạy trốn. Viễn đạo thần tôn rồi hướng hắn nửa bước siêu thoát nói. Chúng ta lĩnh mệnh. Mọi người ào ào chắp tay truyền âm, siêu thoát cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản là không xen tay vào được. Với lại, bọn họ nếu như ngay từ đầu liền lên đi, rất dễ dàng bị đảng ma thần tôn phát giác. Hắc Ngọc Huynh, đi thôi. Viễn đạo thần tôn giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, cả người đột nhiên tiêu thất tại trong hư không một bên, Hắc Ngọc tổ đế hít mắt, cũng là vừa sải bước ra, cả người đồng dạng tiêu thất tại trong hư không vô tung vô ảnh ở giữa hai người lặng yên tiếp cận đảng ma thần tôn rất nhiều vẫn thạch vừa vặn làm thành viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế yểm hộ lúc này cổ võ tháp trong tần trần bỗng nhiên mở mắt nhất đạo không gian ba động trong nháy mắt tiến vào tần trần cảm nhận bên trong hiển nhiên là có đồ vật gì đó xúc động hắn ở bên ngoài chỗ lưu xuống không gian cảnh giới có người đến tần trần biến sắc thân hình thoát một cái đột nhiên biến mất ở cổ võ tháp trong cổ võ tháp bên ngoài một chỗ sau mỏm đá Tần Trần thân hình lặng yên xuất hiện, quanh người hắn bị một cổ vô hình không gian chi lực bao vây, cả người ẩn nấp trong, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải là có người biết được Tần Trần ở chỗ này. Mạnh Như siêu thoát đều không có khả năng cảm nhận đến Tần Trần chỗ. Cái đó là mi tâm chỗ tạo hóa chi nhãn mở ra, Tần Trần trong nháy mắt liền thấy xa xa hư không trong, hai bóng người chính lặng lẽ tới gần Đảng Ma Thần Tôn, chính là Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế, cách đó không xa, Đảng Ma Thần Tôn đang tĩnh tu. Lúc này, hắn thương thế trong cơ thể đã tại thần dưỡng đang tẩm bổ dưới, khôi phục thất thất bát bát, tuy nói chưa từng đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng là cũng đã không ngại. Đảng ma thần tôn tiền bối, tiễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế đã phát hiện ngươi, đang đến gần ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền lại đến đảng ma thần tôn trong đầu, làm cho hắn cả người rùng mình. Không đợi đảng ma thần tôn mở mắt, tần trần thanh âm lần thứ hai truyền lại tới, đảng ma thần tôn tiền bối, người bây giờ mua ngàn lần không thể động không những không thể động hơn nữa còn nhất định phải làm bộ hết sức yếu ớt dáng vẻ nghe ta hiệu lệnh rồi cử động tần trần thanh âm hết sức trầm ổn cho người ta một loại mạnh mẽ tính phục cảm giác làm cho đảng ma thần tôn ngay từ đầu có chút khẩn trương tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại lợi hại không thể không nói lúc này đảng ma thần tôn đối với tần trần là vạn phần chấn động bởi vì lúc này hắn cũng đã cảm thụ được hư không trong có cái gì không đúng nếu không phải tần trần trước nhắc nhở Hắn căn bản không có khả năng lưu ý như vậy một chút ba động. Người này cảm nhận khó tránh cũng quá đáng sợ, Đảng Ma Thần Tôn tiếp tục nhắm mắt lại, phản phất tại chữa thương một dạng, cũng là đem trên người truyền ra ngoài khí tức, cũng vô cùng suy yếu, cách đó không xa. Viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế cũng đã từ từ tới gần Đảng Ma Thần Tôn ta, à, này lúc này, gia hỏa này lại còn tại chữa thương, chưa có thể phát hiện bọn họ tồn tại, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Nhìn liền cách đó không xa Đảng Ma Thần Tôn, Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế khóe miệng đều là phát họa một chút trào phúng cười nhạt, hai người liếc nhau, trong cơ thể bản nguyên âm thầm tích lũy, đồng thời chậm rãi tới gần Đảng Ma Thần Tôn, vạn dặm, ngàn dặm, trăm dặm. Trăm dặm khoảng cách, đối với siêu thoát cấp cao thủ mà nói, nhất định chính là một cái nháy mắt là có thể đạt đến cách Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế nín thở ngưng thần, tinh thần lực hội tụ đến cực hạn. Động thủ! Viễn đạo thần tôn một tiếng quát chói tai, cùng hắc ngọc tổ đế đột nhiên lướt ầm ầm ra, đối về đảng ma thần tôn điên cùng anh kích ra ầm ầm, từng đạo kinh người siêu thoát khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại tứ phương thiên địa, đem trong vòng ngàn dặm phạm vi tất cả đều phong tỏa. Mà liền tại hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt. Động thủ. Đảng ma thần tôn trong đầu cũng đột nhiên vang lên tầng trần quát khẽ tiếng. Sau một khắc, tại viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế kinh ngạc trong ánh mắt, liền thấy trước hoàn toàn không có phát hiện đảng ma thần tôn, cơ hồ là tại hai người động thủ trong nháy mắt mở mắt, cả người phạch một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một tiếng vang ầm ầm, trong chớp mắt, Viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế công kích rơi vào đảng ma thần tôn tu luyện địa phương, ào ào thất bại, không một trúng, cái gì, Viễn đạo thần tôn tức khắc kinh sợ vạn phần. Chương năm 5097, gia hỏa này là ai? Chuyện gì xảy ra, Lúc này viễn đạo thần tôn trong lòng không khỏi chợt trầm xuống, nếu như nói đảng ma thần tôn ngay từ đầu liền phát hiện bọn họ tới gần cùng tồn tại, trước tiên tiến hành bỏ chạy hoặc giả phản kích, hắn đều không có như vậy ngoài ý muốn. Nhưng vừa mới, đảng ma thần tôn rõ ràng không có cảm nhận đến bọn họ tới gần, nhưng lại ở tại bọn hắn xuất thủ một cái chớp mắt, bỗng nhiên tiêu thất rời khỏi tại chỗ, phản phất biết bọn họ muốn lúc nào xuất thủ một dạng, bực này nắm bắt thời cơ, căn bản là không có khả năng. Có vấn đề, một cái ý niệm, tại viễn đạo thần tôn trong lòng đột nhiên hiện ra đến, sau một khắc, hắn lo không được cái khác, trong thân thể lực lượng bản nguyên tại một cái chớp mắt hiện ra đến, hóa thành nhất đạo vô hình bình chướng, xuất hiện tại chính mình quanh thân. Mà ở này một cổ vô hình bình chướng xuất hiện trong chớp mắt thầm, một cổ khủng bố lực bộc phát giống như núi lửa phun trào một dạng, trong nháy mắt đánh vào viễn đạo thần tôn thi triển ra bình chướng trên, chính là đảng ma thần tôn. Đảng ma thần tôn tại tiêu thất trong nháy mắt, cũng không rời khỏi, mà là chủ động tiến lên, đối về viễn đạo thần tôn phát ra cường thế một kích ung ung. Một cổ nóng bỏng đảng ma lực giống như đại dương bao la, quán trú tại đảng ma thần tôn tay phải, lúc này đảng ma thần tôn liền giống như một cái ma thần một dạng, cả người thiêu đốt thông thiên ma khí hỏa diễm, lực lượng kinh khủng như là đinh đoạt hồng thủy, cường thế bắn ra ngoài. Thủy diệt cửu thiên thập địa Liền nghe phải loãng xoảng một tiếng, bình chứng rung động, Viễn đạo thần tôn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ lực đánh vào xé rách hắn phòng ngự bình chướng, đột nhiên trong đánh vào đến trong cơ thể hắn, đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra hơn vạn trượng, rắc rắc. Nhất đạo thanh thúy xé rách tiếng vang lên, viễn đạo thần tôn trước người bình chướng trên, trong sát na xuất hiện rất nhiều vết nứt, nguy hiểm thật, viễn đạo thần tôn cả người lông tơ dựng thẳng lên, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải hắn tại đảng ma thần tôn tiêu thất trong nháy mắt trước tiên cảm giác được không thích hợp, thì triển ra bản thân đỉnh cấp phòng ngự, chỉ bằng ban nảy một kích kia, mặc dù không thể đem hắn kích sát, cũng đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Chỉ là, đảng ma thần tôn là làm sao đem nắm bắt thời cơ chuẩn như vậy, tại hắn cùng hắc ngọc tổ đế xuất thủ trong nháy mắt phát động công kích, vừa mới thời cơ xuất thủ, trừ hắn và hắc ngọc tổ đế, căn bản không người biết được. Nghĩ tới vấn đề này, viễn đạo thần tôn trong lòng không khỏi chợt trầm xuống hắc ngọc tổ đế, vấn đề xảy ra ở trên người hắn sao? toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằn dặc thực ra liền một cái chớp mắt viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế xuất thủ thất bại ngay sau đó là viễn đạo thần tôn bị đánh bay ra ngoài trong lòng điên cùng suy đoán mà liền tại viễn đạo thần tôn vừa mới ổn định thân hình liền không kịp thở cái thời điểm bỗng nhiên vù vù một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ lần nữa hiện lên viễn đạo thần tôn đầu óc trong nháy mắt viễn đạo thần tôn chỉ cảm giác mình bị một cái nhân vật khủng bố nhìn thẳng một dạng cả người nổi da gà toát ra lông tơ tại một cái chớp mắt dựng thẳng lên đến. Nguy hiểm. Khủng bố cảm giác nguy cơ, giống như lưỡi hái tử thần, trực tiếp gác ở hắn trên cổ, tùy thời có thể đem hắn chém giết, suy. Mà ở cảm giác nguy cơ này xuất hiện trong nháy mắt, sau lưng hắn hư không trong, nhất đạo kinh khí vô hình trong sát na lướt ầm ầm ra, này nhất đạo kinh khí như ẩn như hiện, cực kỳ hư vô mờ mịt, nhưng ở trong chớp mắt trực tiếp tiếp cận viễn đạo thần tôn hậu tâm. Muốn đem hắn thân xác trực tiếp xuyên thủng tại đây đạo kình khí xuất hiện trong nháy mắt nhất đạo sang sản tiếng cưới to tùy theo vang vọng đất trời hắc ngọc huynh làm trông rất đẹp quả nhiên đem viễn đạo thần tôn dẫn tới chúng ta trước đó an bài phục kích địa điểm hôm nay nếu là có thể chém giết cái này lão tổ tất nhiên thỏa mãn đến cực điểm đến lúc đó ta hắc ám nhất tộc hợp tác với ám u phủ cũng sẽ tiến hành thuận lợi ha 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 nhất đạo to lớn tiếng cưới to ở trong thiên địa quanh quẩn truyền vào mỗi người đầu óc cái quỷ gì Trước công kích thất bại, đang chuẩn bị đối với Đảng Ma Thần Tôn phát động công kích Hắc Ngọc Tổ Đế ngẩn ra, là người nào nói chuyện? Bản thân lúc nào đem Viễn đạo thần tôn dẫn qua đến, hắn nghi ngờ trong lòng, Viễn đạo thần tôn nhưng trong lòng thì đột nhiên kinh hãi, bởi vì hắn đã cảm thụ được, chỗ kia đối với hắn phát động tập kích trong công kích, dĩ nhiên ẩn chứa một cổ kinh người hắc ám chi lực. Đáng chết. Viễn đạo thần tôn gầm thét một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều trong suốt sợi tơ những thứ này trong suốt sợi tơ ẩn chứa kinh người đại đạo pháp tắc lực trong nháy mắt ngăn cản tại trước người mình cùng lúc đó thân hình hắn điên cùng lui nhưng mà hắn nhanh tốc độ công kích càng nhanh hơn phản phất dự liệu được hắn phản ứng một dạng nhất đạo vô hình kiếm khí màu đen đột nhiên đánh vào bên ngoài thân thể hắn đại đạo pháp tắc trên tầm này một đạo kiếm quan ẩn chứa kinh người không gian chi lực điên cùng xé rách viễn đạo thần tôn thi triển ra đại đạo pháp tắc liền nghe được liên tiếp tiếng nổ vang lên viễn đạo thần tôn thi triển ra đại đạo pháp tắc trực tiếp bị xé nứt mở nhất đạo lỗ thủng xì xì một tiếng kiếm quang lóe lên tại viễn đạo thần tôn trên thân lưu lại nhất đạo rảnh máu vết thương khủng bố không gian hắc ám chi lực nhập thể làm cho viễn đạo thần tôn trong nháy mắt phun ra một nguồn máu tươi a à, viễn đạo thần tôn trống giận gào thét kinh sợ nhìn trước mắt toàn bộ banh một tiếng trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên khí tức yên diệt tứ phương hư không lúc này, hắn mới thấy rõ đối diện người xuất thủ. Chỉ thấy giữa sân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân mặt trường bào màu đen người, người này thân hình thon dài, cả người đều bao phủ tại đen kịch hắc ám chi khí trong, trên mặt cũng bị miếng vải đen che đậy, căn bản không nhìn ra khuôn mặt, ung ung. Người này cầm trong tay một thanh hắc sắc lợi kiếm, này lợi kiếm trên cũng là oanh nhiễu cùng cuộn hắc ám khí tức, cả người giống như từ trong bóng tối đi tới thần một dạng, huyền phù thiên địa, tản mắt ra khí cơ, vững vàng khóa chặt lại viễn đạo thần tôn. Hắc ngọc tổ đế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Viễn đạo thần tôn xóa đi khóe miệng tiên huyết, thần sắc kinh sợ nhìn trước mắt hắc ám người, đồng thời che bản thân ngực. Tại trên ngực hắn, nhất đạo vết kiếm hiện lên, này kiếm vết trong liên tục tản mát ra khủng bố không gian chi lực, ngăn trở vết thương của hắn khép lại, khi không gian hắc ám chi lực càng là dũng mãnh vào đến hắn thân xác trong, tại hắn thân xác trong sông lung tung. Ta! À, hắc ngọc tổ đế cũng thần sắc ngẩn ra gia hỏa này là ai người trước mắt cả người oanh nhiễu hắc ám khí tức rõ ràng là hắn hắc ám nhật tộc cao thủ nhưng hắc ám nhất tộc siêu thoát cao thủ hắn mặc dù không là tất cả mọi người hiểu biết nhưng cơ hồ đều có giải khai nhưng người trước mắt hắn trước đây nhưng chưa từng nghe nói qua đây cũng là ai đối phương trên thân hắc ám khí tức vô cùng thuần túy đây là tuyệt đối làm không sai cuối cùng chuyện gì xảy ra kiệt 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 viễn đạo thần tôn Đến lúc này chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặt đấu bồng người nghe răng vừa cười vừa nói, thanh âm khàn giọng, để cho người ta rợn cả tóc gáy, thật ta hắc ám nhất tộc cũng sớm đã hợp tác với ám u phủ, hôm nay nơi đây, chính là ngươi từ kỷ. Chương 5098, quả nhiên chuyên nghiệp. Khi hắc y nhân không là người khác, chính là thi triển ra hắc ám chi lực tầng trần. Đối với hắc ám chi lực, Tần trần thì quá hiểu, trong cơ thể hắn bản thân thì có hắc ám bản nguyên, lại thêm thu nhận hắc ma tổ đế bộ phận lực lượng bản nguyên biến hóa ra siêu thoát bản nguyên đủ để lừa bịp qua bất luận kẻ nào hư không trong tần trần ngạo nghễ đứng đó cả người hắc ám khí tức dũng động cầm trong tay bị hắc ám khí tức che đậy thần bí kiếm kỹ về phía trước bước ra một bước vù vù một đạo kiếm khí xung thiên trong nháy mắt quán xuyên thiên địa ngân hà dường như muốn chặt đứt thiên địa toàn bộ các ngươi hợp tác với ám u phủ nghe vậy Viễn đạo thần tôn thần sắc kinh sợ, nhìn hát ngọc tổ đế. Ta? À, không có. Hát ngọc tổ đế cũng là mặt dạy ra. Này là lúc nào sự tình, ta làm sao không biết. Ha ha ha, hát ngọc huynh quả nhiên là chuyên nghiệp, đến loại thời điểm này cư nhiên đều diễn kịch, bất quá đã không có cần thiết. Hôm nay ba người chúng ta liên thủ, diệt sát này viễn đạo thần tôn vẫn không phải là dễ. Tần trần cười nhạt, từng bước một tiếng về phía trước, quanh người hắn, từng đạo kiếm khí quán chú chiếc điệp hư không, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Ta à, diễn kịch. Hắc Ngọc Tổ Đế một đầu mộng. Viễn đạo thần Tôn cả giận nói, tốt ngươi cái Hắc Ngọc Tổ Đế, dám gạt ta, ngươi như là đã hắc ám u phủ hợp tác, trước tại sao lại cố ý liên thủ với ta đối phó đảng ma thần Tôn. Viễn đạo thần Tôn không nghĩ ra. Dù sao trước đảng ma thần Tôn kém chút chết ở hắn liên thủ với Hắc Ngọc Tổ Đế dưới, nếu quả thật là bọn họ đang diễn trò, nhưng này diễn cũng quá chân thật một ít chứ ha 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 nghe vậy đảng ma thần tôn cũng cười ha hả viễn đạo thần tôn bản tọa không thê lương một điểm làm sao có thể câu dẫn ngươi đi tới nơi này đây bên trong thung lũng kia nhiều người nhiều miệng có chút tin tức tạm thời còn không thể thả đi ra ngoài nói như vậy các ngươi mục tiêu không chỉ là ta một cái viễn đạo thần tôn thần sắc kinh sợ lúc này hắn đột nhiên hiểu được đối phương sở dĩ làm như thế mục đích không chỉ là hắn giả như tại đây quy khư bí cảnh trong chuyện phát sinh đến nam thập tam tinh vực sẽ phát sinh cái gì nếu để cho thác bạc thế gia biết hắc ám nhất tộc liên thủ với chính mình truy sát ám u phủ người thác bạc thế gia tất nhiên sẽ đối với hắc ám nhất tộc có chút tín nhiệm mà hắc ám nhất tộc trên thực tế cũng đã hợp tác với ám u phủ một khi thác bạc thế gia cùng ám u phủ xảy ra mâu thuẫn hắc ám nhất tộc bỗng nhiên phản bội thật là hèn hạ hắc ám nhất tộc tiễn đạo thần tôn thần sắc kinh sợ Khó trách này đảng ma thần tôn trước rõ ràng cũng đã trọng thương, nhưng vừa mới một kích kia lại không chút nào thụ thương dáng vẻ. Nói như vậy, trước hắc ngọc tổ đế đánh trúng đảng ma thần tôn mấy chiêu, vô cùng có khả năng chỉ là làm dáng một chút. Với lại trước thánh hư hai huynh đệ chết, chắc cũng là bị này hắc ám nhất tộc cao thủ chém giết, như vậy cũng có thể cùng thánh hư hai huynh đệ trước khi chết đưa tin chống lại. Thậm chí vừa mới, đảng ma thần tôn có thể trùng hợp như vậy nắm lấy cơ hội, cũng tất nhiên là Hắc Ngọc Tổ đế truyền lại tin tức, toàn bộ toàn bộ triệt để chống lại chân chính kẻ phản bội là Hắc Ngọc Tổ đế. Hỗn đảng. Này, Viễn Đạo Thần Tôn trong lòng kinh sợ, ăn sống nuốt tươi Hắc Ngọc Tổ đế tâm đều có, một lòng triệt để chìm xuống, hắn một đôi băng lãnh ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Hắc Ngọc Tổ đế, tảng mắt ra vô tận cừu hận, bất quá, Viễn Đạo Thần Tôn cũng không xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn tối trọng yếu là muốn cách làm chạy khỏi nơi này chỉ có chạy khỏi nơi này mới có cơ hội hắc ngọc tổ đế bị viễn đạo thần tôn băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm một lòng cũng là chợt trầm xuống bởi vì hắn biết rõ bản thân căn bản không có cùng đảng ma thần tôn bọn họ liên thủ chẳng biết tại sao hắc ngọc tổ đế luôn cảm giác có chút không thích hợp nghĩ vậy hắn lúc này bước lên trước nhìn tần trần cau mày mở miệng nói các hạ cuối cùng là ai tần trần không vui mắt nhìn hắc ngọc tổ đế hắc ám chi lực tại quanh thân hắn banh nhiễu tản mát ra kinh người khí tức hắc ngọc tổ đế, đều loại thời điểm này, cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa, nhanh lên chém giết này viễn đạo thần tôn mới là vương đạo. Bằng không hỏng lão tổ cùng ám u phủ chuyện tốt, ta ngươi ai cũng gánh chịu không trách nhiệm này. Đây là vương tộc huyết mạch khí tức. Cảm thụ được tầng trần trên thân khí tức, hắc ngọc tổ đế lần thứ hai cả kinh. Ha ha ha, nói không sai, hiện tại tối trọng yếu là chém giết viễn đạo thần tôn. Hắc ngọc tổ đế, nghĩ không ra ngươi lúc trước ngụy trang tốt như vậy, này viễn đạo thần tôn thật đúng là một ngu ngốc, một điểm nhìn không ra vấn đề, cũng không uổng phí ta trước cố ý thụ thương. Làm thê thảm như vậy. Đảng ma thần tôn lúc này cũng đi tới trước, miễn cười nhìn hắc ngọc tổ đế, mặt sung sướng nói, cái này tiếp có thể đem cái này chém giết, ta chắc chắn tại phủ chủ phía trước thay ngươi nhiều hơn mỹ nhan vài câu, đến lúc đó, các hạ tại hắc ám nhất tộc vị trí, tất nhiên sẽ đề thăng không ít cũng càng phải hắc ám lão tổ thích. Xa xa, Phương Mộ Lăng cũng hiện lên thân thể, cười nói, hắc ngọc bá bá, nếu là có thể giết này viễn đạo thần tôn, ta định bẩm báo phụ thân, để cho hắn đối với ngươi cực kỳ ngợi khen. Hắc ngọc tổ đế cao mày, cái loại này không thích hợp cảm giác y nguyên oanh nhiễu, không tản đi hết. Các ngươi, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nửa thăm dò, lại thấy tần trần sầm mặt lại, được, đừng nói nhảm, trước hết giết này viễn đạo thần tôn lại nói. Dứt lời, tần trần thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quan tiêu thất cầm. Rất nhiều kiếm quan trong nháy mắt xuất hiện tại viễn đạo thần tôn quanh thân, những thứ này hắc ám kiếm quan trong nháy mắt hội tụ thành một thanh thông thiên hắc ám cự kiếm, đối về viễn đạo thần tôn đột nhiên một kiếm bổ xuống dưới. Ha ha ha, viễn đạo thần tôn nhận lấy cái chết. Đảng ma thần tôn cũng lớn cười, thân thể hóa thành thiêu đốt hỏa diễm ma thần, trong tay xuất hiện đen kịp chiến đao, chém ra một đao, một tiếng vang ầm ầm, ngân hà bạo quyển đảng ma thần tôn một đao phía dưới bầu trời trực tiếp bốc cháy lên rất nhiều hư không rung động hắc sắc ma hỏa từ trên bầu trời liên tục vương xuống đến tịch diệt vạn vật đáng chết đạo diệt viễn đạo thần tôn cầm trong tay hai đạo đại đạo đối về đảng ma thần tôn cùng tần trần quét ngang ra kinh thiên tiếng nổ vang viễn đạo thần tôn thân hình trong dây lát lùi lại phát ra kêu rên trước hắn vốn là thụ thương hôm nay tại đảng ma thần tôn cùng tần trần hai người công kích dưới ngay lập tức sẽ rơi xuống địa phương, không thể hiếu chiến. Đi. Hắn thân hình thoát một cái, giơ tay lên đột nhiên thì hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa, những phù văn này hóa thành thông thiên trường hà, trong nháy mắt xoay quanh quanh thân, ngay sau đó hắn thân hình thoát một cái, tê liệt hư không, trực tiếp liền muốn rời đi nơi này. Mặc dù không biết tình huống cụ thể là cái gì, nhưng việc cấp bách, rời đi nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Muốn đi. Đi sao? Tần Trần hư lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, hư không trong trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hắc ám kiếm khí, đầy trời hắc ám kiếm khí như là cá bơi, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt phong tỏa viễn đạo thần tôn quanh thân hư không. Mà đảng ma thần tôn thân hình thoát một cái, cũng cường thế tới, trên người hắn ma khí thổ nạp bất diệt, giống như một căn căn trường mâu, trong nháy mắt nổ bắn ra, phốc phốc phốc. Rất nhiều công kích tại trong hư không va chạm, liên tục yên diệt, mà Tần Trần kiếm khí tại bổ chém ở đó chút phù văn cổ xưa trên sau, tạo thành không gian chi lực, làm cho viễn đạo thần tôn như hãm đầm lầy, bộc phát khó có thể động đậy. Chương 5099, tiếp tục như vậy không được. Một cái chớp mắt, viễn đạo thần tôn chỉ cảm thấy cả người như sa vào đầm lầy, cơ hồ khó có thể động đậy. Người này thật mạnh không gian tạo nghệ. Viễn đạo thần tôn biến sắc, không khỏi kinh sợ vạn phần. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tần trần trên thân khí tức cũng không phải là thế nào sắc bén dường như tu vi cũng không cao thậm chí mơ hồ để cho viễn đạo thần tôn có loại đối phương đều chưa từng đạt đến siêu thoát cảm giác nhưng mà hiện tại viễn đạo thần tôn triệt để đem chính hắn một ý niệm trong đầu không hề để tâm như vậy sức chiến đấu như vậy áp lực đối phương không phải siêu thoát cường giả vậy thì có quỷ trước mặt đối phương chỗ thi triển ra không gian tạo nghệ mặc dù là một ít siêu thoát cường giả cũng xa xa vô pháp đạt đến để cho viễn đạo thần tôn cực kỳ khó chịu tiếp tục như vậy không được thần đạo chi nhãn ngưng viễn đạo thần tôn rít lên một tiếng trong đồng tử từng đạo phù văn cổ xưa trong nháy mắt hiện ra này viễn đạo thần tôn con ngươi như là biến thành vạn hoa đồng một dạng rất nhiều phù văn dũng động ở giữa từng đạo vô hình khí cơ tản mát ra bắt đầu liên tục phân tích bốn phía hư không cùng lúc đó ào ào Viễn đạo thần tôn trong thân thể rất nhiều phù văn cổ xưa phun mạnh ra đến, những thứ này phù văn cổ xưa liên tục dũng động, kết hợp, cuối cùng tạo thành từng đạo to lớn phù văn tỏa liên, tạo thành một mảnh tinh vân một dạng, bao phủ lại viễn đạo thần tôn quanh thân toàn bộ phương vị. Những thứ này tỏa liên điên cùng lướt động, thì giống như tất cả cự mãn, liên tục đánh vào tầng trần tạo thành không gian giới vực, muốn xé rách tầng trần không gian trói buộc. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng vang trầm trầm liên tục vang vọng, Tần trần là thi triển ra không gian giới vực liên tục bị rung động, thao túng càng ngày càng cực lực. Cẩn thận, đây là viễn đạo thần tôn thần đạo chi nhãn, là hắn mạch này có một thiên phú thần thông, thật có khả năng xem thấu vạn vật vận chuyển, vũ trụ luân hồi, người muôn ngàn lần không thể để cho hắn tìm được chỗ sơ hở, bằng không một kích dưới, ngươi tất nhiên nguy hiểm. Lúc này tần trần trong đầu đảng ma thần tôn thanh âm đột nhiên vang tới. Thần đạo chi nhãn Tần trần cao mày, giữa chân mày tạo vật chi nhãn lặng yên vận chuyển, vù vù. Tần trần trước mặt, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên xảy ra biến hóa, viễn đạo thần tôn chỗ thi triển ra rất nhiều phù văn cự xà vận động dấu vết, bị tần trần hoàn toàn bắt. Vô lượng này viễn đạo thần tôn thôi động bản thân phù văn cự xà công kích cái nào một vị trí không gian bình chướng, tần trần đều có thể kịp thời bắt được, tiến hành ngăn trở. Kết quả là, viễn đạo thần tôn mặt bên bắt tần trần vận chuyển không gian bình chướng chỗ sơ hở, mà tần trần thì tại bắt viễn đạo thần tôn công kích đường đi hai cái kết hợp làm cho viễn đạo thần tôn bốn phía có một chút buông lỏng hư không một lần nữa ngưng tụ sau so tạo vật chi nhãn tần trần còn không có bại bởi qua bất luận kẻ nào đáng chết cảm thụ được bên cạnh càng ngày càng nồng đậm không gian trói buộc viễn đạo thần tôn triệt để biến sắc hắn biết mình nếu như không còn nửa xông vào đi vậy hôm nay sợ là thật sự muốn qua đời ở đó nghĩ tới đây Viễn đạo thần tôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện 7 viên trạm hạt châu màu xanh lam, này 7 viên hạt châu vừa lấy ra, bốn phía hư không trong liền mơ hồ nổi lên nhất đạo lôi quang. Viễn đạo thần tôn nhìn trong tay 7 viên hạt châu, không chút do dự chính là một ngụm tinh huyết trực tiếp phun lên đi, đã bị tinh huyết kích thích, này 7 viên lôi châu ở trên lôi quang càng sâu, trong nháy mắt bay đi lên trên trời, điên cùng xoay tròn, rầm rầm rầm. Tại đây 7 viên lôi châu xoay tròn đồng thời một cái lôi điện vòng xoáy tại đây bảy viên lôi châu chính giữa cấp tốc tạo thành, trong liên tục quanh kích ra từng đạo to lớn lôi xà. Quanh một tiếng, khi rất nhiều lôi xà hội tụ vào một chỗ thời điểm, đầy trời lôi quan dĩ nhiên tạo thành một cái nguy nga bàn bạc lôi long, loãng xoảng một tiếng đánh vào tầng trần thi triển ra không gian trói buộc trên. Đem tầng trần không gian trói buộc trực tiếp xé rách nhất đạo nhỏ bé lỗ thủng. Phốc một tiếng, tuy là viễn đạo thần tôn thi triển ra lôi châu xé rách không gian bình chướng một cái lỗ thủng, nhưng viễn đạo thần tôn nhưng ở này cự đại trùng kích lực dưới tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết hắn liền khóe miệng vết máu cũng không kịp lau thân hình thoát một cái dưới trong nháy mắt liền nắm lấy cơ hội lao ra tầng trần không gian trói buộc trực tiếp hướng hỗn độn chi địa ngoại vi bạo lướt đi đảng ma thần tôn thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng xông lên trong tay ma đao phía trên quán trú ngập trời đao ý đối về viễn đạo thần tôn hung hãn chém xuống đi hắn quyết không thể để cho viễn đạo thần tôn rời đi nơi này một khi đối phương còn sống trời đi, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Một cái siêu thoát cấp cao thủ một mực trong bóng tối nhìn chầm chầm, này có thể so với trên mặt nổi truy sát ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Với lại một khi ra quy khư bí cảnh, tuyển đạo thần tôn nếu như đưa tin cho thác bạc thế gia người, phủ chủ đại nhân nhưng không thể đúng lúc chạy tới, đại tiểu thư tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm, hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Đảng ma thần tôn không chút do dự liền một chiêu điên cùng bổ chém đi qua, viễn đạo thần tôn thấy đảng ma thần tôn dáng vẻ, há có thể không biết khác ý nghĩ, hắn ánh mắt trong mang theo vẻ điên cuồng, càng là hai mắt đỏ bừng, cũng như như điên lần thứ hai phun ra hai cái tinh huyết, tầm ầm. Bảy viên lôi châu đã bị tinh huyết kích thích, một lần nữa thi triển ra kinh thiên lôi quang, trong nháy mắt cùng đảng ma thần tôn bổ ra ánh đao đụng vào nhau, liền nghe phải oanh một tiếng, đảng ma thần tôn tại đây một đạo lôi quang phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lúc này đảng ma thần tôn cả người cháy đen, phun ra một nguồn máu tươi, hoảng sợ nhìn viễn đạo thần tôn này bảy viên lôi châu tuyệt đối là siêu thoát cấp bảo vật, một kích dưới, dĩ nhiên cũng để cho hắn thụ thương. Một kích đánh vỡ đảng ma thần tôn, viễn đạo thần tôn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lao ra phía ngoài, mà hắn xông ra phương hướng, chính là hắc ngọc tổ đế bọn họ chỗ. Tần Trần thấy thế liền nôn nóng quát lên, Hắc Ngọc Huynh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau ngăn lại này viễn đạo thần tôn. À, hắc Ngọc Tổ Đế sắc mặt khó coi, hắn hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng tình hình, bản năng thân hình bước lên trước, muốn nói cái gì đó. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hắc Ngọc ngươi tên phản đồ này, cút. Viễn đạo thần tôn trực tiếp chính là bảy viên lôi châu anh ra ngoài, từng đạo khủng bố lôi quang trong nháy mắt hướng Hắc Ngọc Tổ Đế banh kích đi, phong tỏa ngăn cản Hắc Ngọc Tổ Đế quanh thân hư không, Hắc Ngọc Tổ Đế một câu nói bị đình chỉ. Vội vàng đem một căn hắc sắc trường mâu đưa ngang trước người, một mâu đánh ra. Ầm, rất nhiều lôi quan trực tiếp tại Hắc Ngọc Tổ Đế trên thân nổ tung. A. À, Hắc Ngọc Tổ Đế một thân kêu thảm, cả người trong nháy mắt cháy đen. Viễn đạo thần tôn giờ này khắc này đối với Hắc Ngọc Tổ Đế hận ý, quả thực so với đảng ma thần tôn bọn họ còn cường liệt hơn ở trên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đi tìm chết. Một chiêu đẩy lui Hắc Ngọc Tổ Đế, Viễn đạo thần tôn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, một ngụm tinh huyết phun ra bảy viên lôi châu trong khoảnh khắc bột phát ra chói mắt thông thiên lôi quang đầy trời lôi quang giống như như đại dương mênh mông trong nháy mắt bao phủ lại hắc ngọc tổ đế vô tận lôi hải hàng lâm như mưa như thác lũ viễn đạo thần tôn ngươi hắc ngọc tổ đế trống giận gào thét lúc này hắn còn không có biết rõ chân chính tình hình nhưng mà viễn đạo thần tôn há lại sẽ cho hắn cái giải thích này cơ hội trong nguy cơ hắc ngọc tổ đế chỉ có thể trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên cường thế nhân địch chương 5100, ngươi trúng kế. Đối mặt đầy trời lôi quang, Hắc Ngọc Tổ Đế đem bản thân bản nguyên trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, từng đạo hắc ám chi lực phóng lên cao, đầy trời hắc ám chi lực giống như đại dương cuồn cuộn, cùng viễn đạo thần tôn thi triển ra vô tận lôi hải trong nháy mắt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi quang dũng động cùng hắc ám chi lực trong nháy mắt dũng động cùng một chỗ, song phương chiêu thức điên cuồng đụng nhau, tạo thành kinh người biển gầm, trong nháy mắt cuồn cuộn ra, rất nhiều hắc ám chi lực cùng lôi đình chi lực hướng bốn phương tám hướng đánh tan. trong nháy mắt cuốn sạch qua xa xa những thứ kia đi theo bọn họ tới cường giả trên thân. a. À, trong nháy mắt, rất nhiều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số cường giả trên thân trong nháy mắt một mảnh cháy đen, không ít người tại chỗ phun ra một nguồn máu tươi, cả người rung lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ, thật đáng sợ. viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế đều đã đánh ra chân hỏa, song phương trực tiếp thiêu đốt bản nguyên trực tiếp đánh nhau như vậy công kích, để cho bốn phía những cường giả này làm sao có thể ngăn cản, từng cái bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun ra. Bọn họ hoảng sợ nhìn phía xa đối chiến hình ảnh, trong lòng cũng đã bắt đầu sinh thối ý. Trốn. Lúc này coi như là ngu ngốc đều đã nhìn ra được, viễn đạo thần tôn căn bản là cũng đã tiến vào địch nhân trong bẫy rập, hôm nay đối phương thế mạnh, bọn họ ở tại chỗ này, đây chẳng phải là tại tìm chết. Trong khoảnh khắc, đám người kia cơ hồ không có chút gì do dự, Từng cái phóng lên cao, hướng hỗn độn chi địa ngoại vi chính là cùng vút đi, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là sống tiếp. Muốn đi. Thấy như vậy một màn, Tần Trần nhướng mày, đôi mắt băng lãnh. Đi. Hắn giơ tay, từng đạo hắc ám kiếm quang trong nháy mắt ẩn vào hư không, biến mất, sau một khắc, bá bá bá, những thứ này kiếm quang ở phía xa hư không trực tiếp hiện lên, trong nháy mắt chém về phía một đám bỏ chạy cao thủ. Không được, ngăn trở đám cao thủ này ào ào gào thét, chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra tới vô tận cảm giác nguy cơ, từng cái vội vàng ngăn cản, nhưng mà tốc độ bọn họ mau hơn nữa, lại làm sao có thể mau hơn tầng trần kiếm, phốc phốc phốc. Gần trong nháy mắt, một mảnh đầu phóng lên cao, tiên huyết nhuộm đỏ nửa bầu trời, nửa bước siêu thoát khí tức trong nháy mắt bốn phía ra, sợ đến còn lại nửa bước siêu thoát chỉ có thể hướng một hướng khác bỏ chạy. Kiếm quan này đang cùng viễn đạo thần tôn giao thủ hắc ngọc tổ đế nhìn thấy tầng trần xuất kiếm tâm trạng không khỏi khẽ động, chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, hắn lại cảm giác đối phương thi triển kiếm khí để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác, phản phất trước ở địa phương nào xem qua một dạng. Đến tục cùng là ở địa phương nào, vâng, làm như nghĩ đến cái gì, hắc ngọc tổ đế con ngươi đột nhiên trợn to. Là ngươi. Hắn khó có thể tin nhìn tần trần, giờ này khắc này, hắn cuối cùng hồi tưởng lại người trước mắt tại sao sẽ cho mình một loại cực cảm giác quen thuộc đây chẳng phải là bản thân liên tục đuổi giết sơ thủy vũ trụ tiểu tử sao, thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Lúc đó Hắc Ngọc Tổ Đế đối với Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần lúc hạ thủ, cũng không phải là chưa từng có Tần Trần thi triển qua Hắc Ám siêu thoát lực, nhưng hắn sở dĩ vẫn không có liên tưởng ở trên Tần Trần, nguyên nhân lớn nhất chính là thực lực. Lúc đó Tần Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là tại trên tay mình gian nan ngăn cản mà thôi, bản thân diệt sát hắn, dễ dàng. Nhưng mới rồi, tần trần chỗ triển lộ ra thực lực, hoàn toàn không thua gì với siêu thoát cấp cao thủ, vậy đối với không gian nhất đạo trưởng khống, thậm chí ngự trị tại tuyệt đại đa số bình thường siêu thoát trên. Đây cũng là hắc ngọc tổ đế từ đầu đến cuối không có hoài nghi tần trần nguyên nhân, mãi đến thấy tần trần lúc này thi triển ra kiếm khí hai bóng người, cuối cùng triệt để trùng hợp. Không có khả năng, điều này sao có thể? Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, không thể nào hiểu được mình nhìn đến toàn bộ lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, tuy là hắn biết Tần Trần cũng tiến vào này quy cư bí cảnh trong, nhưng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, tại đây ngắn ngủi vài tháng thời gian, Tần Trần Tu Vi liền đề thăng tới cảnh giới bực này đủ để cùng siêu thoát cấp cao thủ chiến đấu cảnh giới. ầm, uhm. tại Hắc Ngọc Tổ Đế ngay người trong lòng gào thét thời điểm, Viễn Đạo Thần Tôn cũng cuối cùng nắm lấy cơ hội, tuy là hắn không biết Hắc Ngọc Tổ Đế tại sao lại đột nhiên thì thất thần, nhưng mà như vậy cơ hội hắn lại sao có thể bỏ qua? bảy đạo lôi châu cấp tốc xoay tròn bột phát ra từng đạo lóa mắt lôi hống những thứ này lôi hống cấp tốc lan ra cùng một chỗ sau cùng tạo thành một mảnh mênh mông lôi điện lưới đem hắc ngọc tổ đế triệt để bao phủ che đậy a à. hắc ngọc tổ đế cả người da thịt phát ra xì xì tiếng bị mênh mông lôi đình thiêu đốt ra rất nhiều vết thương lực lượng bản nguyên cấp tốc tản mát một nguồn máu tươi lúc này phun ra viễn đạo thần tôn dừng tay hắc ngọc tổ đế rống to người trúng kế chúng ta cũng trúng tính toán từng đạo hắc ám bản nguyên giống như linh xà dũng động điên cuồng sao động muốn tránh thoát viễn đạo thần tôn bảy đạo lôi châu trói buộc đúng ta là trúng kế trong chính là ngươi tính toán ta không nên nhất tin tưởng chính là ngươi viễn đạo thần tôn gầm lên trong con ngươi lãnh mang nổ bắn ra không là tiểu tử kia sử dụng kiếm người cũng không phải là ta hắc ám nhất tộc siêu thoát mà là bản tọa truy sát một cái sơ thủy vũ trụ tiểu tử là hắn ngụy trang ta tộc người hãm hại ta dừng tay Ta người hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đem bọn họ chém giết. Hắc Ngọc Tổ Đế gầm hét lên. Lúc này, hắn càng xem Tần Trần càng nghiệm chứng bản thân suy đoán. Tuy là Tần Trần cố ý không có bộc lộ ra cái kia cái siêu thoát bảo khí, nhưng này kiếm khí khí tức từ lâu ở thật sâu in ở Hắc Ngọc Tổ Đế trong lòng. Ha ha ha! Loại thời điểm này, còn muốn gạt ta? Viễn đạo thần tôn cười nhạt, quanh một tiếng, nhất đạo to lớn lôi hà dĩ nhiên quanh ở trên người hắn, tầm một tiếng. Hắc Ngọc Tổ Đế dĩ nhiên bị trọng trọng đánh bay ra ngoài, cả người cháy đen, tiên huyết giàn dụa. Mẹ nó! Hắc Ngọc Tổ Đế kinh sợ gầm thét, này viễn đạo thần tôn là ngu si sao, nếu là đối phương không chạy, hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng bây giờ viễn đạo thần tôn vừa chạy, hắn cũng chỉ có thể chạy, sư. Hắc Ngọc Tổ Đế thân hình thoát một cái, lúc này hướng hỗn độn chi địa ngoại vi bạo lướt đi, chỉ muốn rời đi nơi này, đợi mọi người đều tỉnh táo lại sau, hắn tin tưởng viễn đạo thần tôn bản thân tất nhiên cũng có thể cảm giác được không thích hợp. Hắc Ngọc Huynh quả nhiên chuyên nghiệp, loại thời điểm này lại còn đang lừa dối này viễn đạo thần tôn, bất quá không cần thiết, Hắc Ngọc Huynh chỉ cần giống như bây giờ vây khốn hắn là được, người tại phía sau truy đuổi, chúng ta đi phía trước chặn lại. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to truyền đến, chính là Tần Trần, hắn vừa sải bước ra, hư không vô tận như là bị hắn trong nháy mắt vượt qua một dạng bỗng nhiên cũng đã xuất hiện tại viễn đạo thần tôn bọn họ đến đây địa phương. Mà đảng ma thần tôn cũng theo bên kia bao vây tới, ngăn lại lối đi, viễn đạo thần tôn trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương đây là muốn triệt để hại chết bản thân à, hắn quay đầu, liền thấy hắc ngọc tổ đế theo sát ở sau lưng mình. Hắc ngọc tổ đế, còn nói ngươi không có quan hệ gì với bọn họ. Viễn đạo thần tôn tức giận, lúc này xoay người hướng một bên kia lao đi, thấy viễn đạo thần tôn lao đi phương hướng, tần trần trong con ngươi tinh mang chợt lóe lên con cá mắt câu